Một tràng pháo tay thật lớn cho nhóm GMV. Thái Ân xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu và các bạn đang có mặt trong buổi lễ khai mạc và tranh tài ba nội dung thi đấu xe đạp địa hình, mô tô địa hình và ATV tại thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, HTV Thể thao, Facebook HTV Thể thao và YouTube HTV Sport. Và chúng ta vừa đến với một phần trình diễn mở màn đầy sôi động đến từ nhóm hip hop GMV, viết tắt của Good Morning Việt Nam. Và đây cũng chính là nhóm hip hop đã đại diện Việt Nam tham dự rất nhiều những cuộc thi trong nước và cả quốc tế và đã giành được những giải thưởng lớn ở các quốc gia như là Pháp và Thái Lan. Và vào cuối năm nay thì nhóm GMV cũng sẽ tham dự vòng đấu tuyển chọn đại diện của Việt Nam tham dự Olympic Paris 2021 ở thể loại môn breakdance, một thể loại hoàn toàn mới được xuất hiện tại Thế vận hội. Và đó chính là một tín hiệu cực vui cho những môn thể thao mới tại Việt Nam. Và đó cũng là lý do vì sao mà Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng luôn nỗ lực, luôn cố gắng để giới thiệu rộng rãi đến công chúng những môn thể thao mới, những môn thể thao mang hơi thở của nhịp sống hiện đại, nhưng bên cạnh đó cũng vô cùng gần gũi với người dân Việt Nam. Và đó cũng là lý do để tất cả chúng ta có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay cho buổi lễ khai mạc của thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021. Vâng, và cùng đồng hành với Thái Ân ngày hôm nay vẫn còn một người bạn dẫn nữa, đó là MC Mai Anh. Nhưng mà không biết lúc này thì MC Mai Anh đang ở đâu rồi ta? Mai Anh ơi! Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả, xin chào anh Thái Ân. Không phải là Mai Anh quên nhiệm vụ của mình ở trên sân khấu, mà nãy giờ thì Mai Anh đang mải mê với những vẻ đẹp của các cỗ máy xe này. Và thưa quý vị, để có thể giới thiệu những nét đẹp của các thể loại xe địa hình,
và cũng như là những nét hấp dẫn của bộ môn off-road đến cho quý vị khán giả. Thế nên là Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình truyền hình thực tế thử thách địa hình HTV Challenge Cup. Và năm nay lần thứ 3 khi mà Mai Anh dẫn chương trình khai mạc thì cảm thấy là vẫn rất là hồi hộp như là lần đầu tiên vào năm 2019. Vì cứ mỗi năm thì gia đình HTV Challenge Cup lại càng lớn mạnh hơn. Và sắp tới đây thì chúng ta sẽ được chứng kiến những ngày tranh tài cực kỳ hấp dẫn và thú vị tại phim trường HTV xã Hòa Phú, huyện Củ Chi. Vâng, điều đó là hoàn toàn chính xác, bởi vì chúng ta cũng biết là ở trong năm 2019, năm đầu tiên HTV Challenge Cup được tổ chức, thì giờ chỉ có một bộ môn là ô tô off-road. Tuy nhiên đến năm 2020, ở mùa giải thứ hai thì đã có thêm hai nội dung được đưa vào thi đấu là xe đạp địa hình MTB và xe mô tô địa hình. Và ở trong mùa giải thứ ba 2021 này, chúng ta lại tiếp tục vui mừng chào đón thêm một thành viên mới trong đại gia đình của HTV Challenge Cup. Đó là những cỗ máy mô tô 4 bánh ATV All-Terrain Vehicle. Đó là những chiếc xe có thể đi được trên mọi địa hình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho những nhân vật chính của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Đầu tiên chính là những cỗ máy ATV đầy sức mạnh nhưng không kém phần linh hoạt. Thử thách địa hình HTV Challenge Cup năm 2021. Rất vui được chào đón sự hiện diện của gần 50 tay lái thể loại ATV thuộc hai hạng mục chuyên nghiệp và bán chuyên sẽ tranh tài trong cả hai ngày 11 và 12 tháng 12. Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thành viên mới nhất của đại gia đình HTV Challenge Cup. Còn bây giờ chính là những con người bền bỉ, ưa thích trải nghiệm những cung đường mới lạ trên yên xe đạp. Nội dung xe đạp địa hình năm nay gồm 3 hạng mục dành cho nữ với 17 người tham gia, nam trẻ 36 người và nội dung lão tướng với 17 người tham dự. Hai nội dung nam trẻ và lão tướng sẽ thi đấu trong ngày hôm nay, còn nội dung nữ sẽ thi đấu vào ngày mai. Một tràng pháo tay dành cho các vận động viên xe đạp MTB. Vâng, một bầu không khí rất cuồng nhiệt mà các vận động viên MTB mang đến trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, và cuối cùng luôn giàu nhiệt huyết và đam mê, đó chính là thể loại mô tô địa hình. Và đây là nội dung thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và đam mê mạo hiểm của các tay lái trên những chiến mã hai bánh. Thể loại mô tô địa hình ở HTV Challenge Cup 2021 hân hạnh chào đón hơn 50 tay lái ở cả hai hạng mục chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ 14 câu lạc bộ mô tô địa hình trên khắp cả nước sẽ tranh tài trải dài qua 2 ngày 11 và 12 tháng 12. Một lần nữa hãy cùng chào đón những chiến binh địa hình của HTV Challenge Cup 2021. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà tài trợ Liên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Vâng, kính thưa quý vị, trong năm thứ 3 tổ chức thì thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 tiếp tục là một sản phẩm truyền hình để có thể gửi gắm đến quý khán giả những hình ảnh của những bộ môn địa hình mới mẻ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Và mong muốn của HTV chính là giúp quý khán giả hiểu hơn những nét đẹp của bộ môn địa hình này thông qua những kỹ năng điều khiển xe tài tình, những tình huống xử lý thông minh của các tay lái, khả năng bền bỉ cùng với những câu chuyện đầy tính nhân văn đằng sau môn chơi này. Và thưa quý vị, để HTV Challenge Cup năm 2021 được diễn ra thành công, ban tổ chức cũng đã nhận được sự đồng hành của các câu lạc bộ mô tô địa hình, xe đạp địa hình, ATV, các bộ phận chuyên môn cùng với các đơn vị hỗ trợ. Và đó là tình cảm quý báu mà chúng tôi tin rằng sẽ là cơ sở để chúng ta có thể tiếp tục xây dựng phong trào thể thao địa hình Việt Nam ngày một lớn mạnh hơn trong thời gian tới. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu để nhận hoa và kỷ vật lưu niệm từ ban tổ chức. Chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Quang Trung, ban chuyên môn nội dung ATV, ông Nguyễn Minh Tú, ban chuyên môn nội dung mô tô địa hình, ông Đặng Đức Hoàng, ban chuyên môn nội dung xe đạp địa hình, ông Nguyễn Quốc Tiến, đại diện lực lượng trọng tài. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đơn vị đồng tài trợ sẽ tiến lên sân khấu. Xin mời ông Nguyễn Đức Kha, giám đốc điều hành công ty Liên 2 Việt Nam, bà Nguyễn Thủy Hoàng Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển truyền thông Nhật Nam, ông Nguyễn An, giám đốc thương mại công ty Sâm Ngọc Linh Con Tum K5, ông Phạm Quốc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ tàu thuyền Sài Gòn,
và ông Lê Nguyễn Quang Thịnh, giám đốc thương hiệu của KTM Husqvarna Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ tiến lên sân khấu để trao hoa và kỷ vật lưu niệm cho các đại diện của các ban chuyên môn và các nhà tài trợ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời nhà báo Thái Thành Trung, phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Ngô Quang Vinh, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam. Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Giang, phó trưởng ban tổ chức, nhà tài trợ chính. Và xin mời bà Giang Thị Kim Loan, thành viên ban tổ chức, cùng bà Lê Thị Minh Khai, thành viên ban tổ chức sẽ tiến lên sân khấu để trao hoa và kỷ vật lưu niệm cho đại diện của các ban chuyên môn và nhà tài trợ. Xin trân trọng kính mời. Trong năm thứ ba tổ chức HTV Challenge Cup vẫn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cố vấn chuyên môn trong công tác xây dựng điều lệ cũng như thiết kế sa hình để đảm bảo tính chuyên môn cao nhất cho các địa hình thi đấu. Bên cạnh đó còn là lực lượng của các bộ phận trọng tài, cứu hộ để có thể giúp cho giải đấu diễn ra một cách tốt nhất. Và chúng tôi cũng không quên dành lời cảm ơn đến những nhà tài trợ đã cùng đồng hành với chương trình ở mùa giải thứ ba này để có thể mang đến cho quý khán giả những hình ảnh đẹp mắt nhất. Dạ vâng, một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn dành cho các đơn vị đã đồng hành cùng với HTV Challenge Cup năm 2021. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đại diện ban tổ chức và xin được cảm ơn đại diện của các đơn vị đồng hành ạ. Vâng thưa quý vị, ngay sau buổi lễ khai mạc này thì chúng ta sẽ đến với các nội dung thi đấu của chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu thì đây sẽ là ngày thi đấu có nội dung hoàn toàn mới, đó là những cỗ máy mô tô 4 bánh ATV. Bên cạnh đó là hai nội dung xe đạp địa hình MTB và mô tô địa hình. Và các buổi thi đấu sẽ diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ đây sẽ là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta, đặc biệt là quý vị khán giả đang xem HTV Challenge Cup đang rất là mong chờ. Đó chính là chúng ta sẽ cùng đến với các đợt thi đấu vòng loại của nội dung xe đạp MTB, mô tô địa hình và ATV. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bình luận viên Quang Huy. Quý vị khán giả đừng chuyển kênh nhé. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi xong nghi thức khai mạc của chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup năm 2021. Và lúc này thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với những cuộc tranh tài rất là hấp dẫn ở trong ngày hôm nay.
với nội dung so tài của các tay lái đến từ các nội dung xe đạp địa hình, mô tô địa hình và ATV, và có mặt ở trong phim trường di động để cùng tham gia phần bình luận, chuyển đến quý vị khán giả những diễn biến cực kỳ hấp dẫn của các nội dung tranh tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu bình luận viên Thái Ân sẽ cùng với Quang Huy chuyển đến cho quý vị những diễn biến rất hấp dẫn đó. Và bên cạnh đó là sự xuất hiện của chuyên gia Hồ Minh Thụy, người sẽ cùng với Quang Huy và Thái Ân chuyển đến quý vị những thông tin về các cuộc tranh tài, đồng thời sẽ phân tích về các cuộc tranh tài, về những điểm nhấn và độ khó ở trong từng bài thi của các vận động viên ở trong từng xa hình một. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ, trước khi đến với phần tranh tài của các vận động viên, thì sẽ cùng dành một chút thời gian để giao lưu với các vận động viên của nội dung, những người chơi ở trong nội dung lần đầu tiên góp mặt tại chương trình HTV Challenge Cup năm 2021 này. Đó là những tay lái đến từ nội dung ATV. Vâng, chúng ta cũng có thể thấy rằng vào lúc này thì các tay lái ở nội dung ATV đang sẵn sàng ở khu vực thi đấu của mình để bước vào màn tranh tài ở trong ngày hôm nay. Ở trong ngày hôm nay, ngày 11 tháng 12, ngày thứ Bảy, thì sẽ diễn ra các nội dung với 5 bảng đấu của nội dung ATV hệ bán chuyên nghiệp, rồi các nội dung so tài của những tay lái mô tô cào cào hệ bán chuyên nghiệp. Và bên cạnh đó là màn so tài của các vận động viên xe đạp địa hình ở hai hạng tuổi là lứa tuổi lão tướng và lứa tuổi nam trẻ. Còn lứa tuổi nữ, nội dung dành cho các vận động viên xe đạp địa hình của nữ và các nội dung ATV và mô tô địa hình chuyên nghiệp sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 12, tức là vào ngày mai, ngày Chủ nhật. Vậy thì chúng ta đã được theo dõi phần lễ khai mạc với không khí rất là hào hứng, rất là sôi động, và đặc biệt là sự xuất hiện của những chiếc xe bốn bánh ATV, một phương tiện địa hình như chúng ta thấy có sự khi mà phải điều khiển bằng tay lái giống như là những chiếc xe mô tô hai bánh, nhưng nó lại có bốn bánh, và như vậy là sẽ phải đòi hỏi những người điều khiển những phương tiện này những kỹ thuật rất là khác biệt so với điều khiển chiếc xe mô tô, nhưng cũng có những nét rất là khác biệt so với điều khiển xe ô tô. Và chắc chắn là ngày hôm nay ở trong những cuộc tranh tài của các tay lái ở nội dung ATV này thì sẽ mang đến những màu sắc rất riêng cho chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup năm 2021. Lúc này thì chúng ta thấy các vận động viên ở đợt xuất phát đầu tiên của nội dung ATV hệ bán chuyên bảng A đã sẵn sàng để xuất phát. Đây là các vận động viên sẽ xuất phát ở bảng A với 5 vận động viên đăng ký, bao gồm số 4 Đặng Ngọc Quốc, số 14 Bùi Thái Dương, số 21 Nguyễn Thanh Linh, số 24 Nguyễn Hoàng Quân và số 25 là Phạm Quý Tuấn Tú. Nhưng như chúng ta cũng đã thấy ở trên màn hình vừa rồi thì vì nhiều lý do mà ở đợt xuất phát này sẽ chỉ có 3 tay lái tham dự so tài với nhau mà thôi. Và một điều rất thú vị ở môn ATV là các vận động viên sẽ xuất phát và họ sẽ phải chạy đến vị trí thi đấu xe của mình, chứ không phải là sẽ cố định ở ngay trên xe. Chúng ta đang rất hồi hộp để chờ đợi lượt thi đầu tiên ở bảng A với 3 người chơi là Đặng Ngọc Quốc, Bùi Thái Dương và Phạm Quý Tuấn Tú.
Ba vận động viên đang sẵn sàng. Các vận động viên đang chờ đợi hiệu lệnh để chính thức bước vào màn so tài. Như vậy là nhà báo Thái Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức của chương trình đã phất cờ để cho các vận động viên bước vào thi đấu ở bảng A. Đây là lượt thi đấu đầu tiên của môn ATV. Như vậy là người chơi mang số đeo 4 Đặng Ngọc Quốc đã rất nhanh để vượt lên tạo ra những lợi thế cho mình. Ở nội dung ATV này thì các vận động viên sẽ thi đấu 3 vòng với chiều dài của mỗi vòng là khoảng 1,6 km. Và ở trong mỗi vòng tranh tài đó thì họ sẽ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại khác nhau, như là những đoạn bê tông, rồi những đoạn đường mấp mô do những ống cống tạo nên, rồi những bãi với các chướng ngại là những chiếc lốp xe được tạo ra để gây trở ngại, gây khó khăn nhiều hơn cho tay lái của những người tham gia tranh tài. Lúc này thì vận động viên Đặng Ngọc Quốc của đội Bình Phước vẫn đang là người dẫn đầu. Chúng ta cũng thấy để điều khiển một chiếc xe ATV như thế này đi qua những chướng ngại ở trên đường là cực kỳ khó khăn. Từ góc quay flycam này chúng ta có thể thấy đây là một đoạn đòi hỏi kỹ năng xử lý về tay lái của những người chơi. Sẽ phải duy trì tốc độ ở mức vừa phải nhưng cũng không quá chậm, và phải điều khiển giữ tay lái của mình thật đều để có thể vượt qua được những chướng ngại ở trên đường. Đây là góc quay cho chúng ta thấy toàn cảnh cung đường tranh tài của nội dung ATV với rất nhiều chướng ngại khác nhau. Thưa anh Thụy, với một cung đường như thế này, với những chướng ngại mà chúng ta đã được thấy các vận động viên phải đối mặt ở trong vòng thi đầu tiên, thì theo anh đâu là các chướng ngại khó khăn nhất đối với các vận động viên để phải vượt qua? Xin chào quý vị khán đài, và chúng ta cũng đang theo dõi ở bảng A ở vòng đầu tiên với sự tranh tài của ba vận động viên. Thì đây là bộ môn mà tương đối mới ở Việt Nam, tuy nhiên ở các nước xung quanh chúng ta thì đã thấy cái bộ môn này xuất hiện khá nhiều. Trên màn ảnh chúng ta đang thấy Đặng Ngọc Quốc ở số 4, anh vừa xử lý một cái kỹ thuật vào cua. Tuy nhiên là với đường đua này hoàn toàn mới, mặc dù đã tập luyện trước đó nhưng mà anh vẫn có một cái pha gọi là hơi bị lố cua, và anh đã đâm thẳng vào góc cua, và để xử lý cái sự cố đó thì cũng phải mất một số thời gian, và anh đã bị các vận động viên khác vượt qua. Thì để dễ dàng nhìn thấy ở đường đua thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 với bộ môn mới hoàn toàn là bộ môn ATV, thì chúng ta nhìn thấy là tất cả địa hình ở trên đây đều được nghiên cứu rất kỹ, tuy nhiên đều có những cái độ khó khác nhau để chúng ta phô triển cũng như là để vận động viên thể hiện sự tranh tài của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái vòng cuối cùng chúng ta sẽ nhìn thấy được là một cái hố nước khá là dài. Đây là một cái kỹ thuật đòi hỏi các vận động viên xử lý thật khéo léo để tránh chúng ta xa lầy. Lúc này ở trên hình thì quý vị vẫn đang có thể thấy tay lái Đặng Ngọc Quốc là người dẫn đầu ở trong đợt tranh tài này, và đây là một góc quay từ máy quay gắn ở trên xe để cho quý khán giả có thể cảm nhận được tất cả sự khó khăn của cung đường mà các vận động viên sẽ phải đưa chiếc xe ATV của mình vượt qua.
có thể nói đó là những chướng ngại đang gây ra rất nhiều thử thách đối với những tay lái tham gia ở trong đợt chạy đầu tiên, trong khi đối với các tay lái ở những đợt chạy tiếp theo thì họ sẽ có được đôi chút lợi thế khi có thời gian để theo dõi những người chơi trước vượt qua những thử thách như thế này để tìm hiểu, để nghiên cứu trước về địa hình và có thể đưa ra cho mình một chiến thuật hợp lý hơn ở trong từng đợt chạy tiếp theo. Để mang đến những cảm nhận và đó là chân thực nhất dành cho khán giả truyền hình thì tại chương trình HTV Challenge Cup năm 2021 này, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh những máy quay, những camera bố trí ở dọc theo trục đường so tài của các viên, còn bố trí rất nhiều những camera khác gắn ở trên xe rồi ngay ở trong từng chướng ngại một để cho quý khán giả có thể theo dõi được những góc máy chân thực nhất về độ khó của từng chướng ngại, về cách mà những người chơi đưa phương tiện của mình vượt qua được những chướng ngại và khó khăn đó để về đích an toàn. Vừa rồi thì chúng ta thấy Tuấn Tú tay lái mang số đèo 25 đã vượt qua một cái bùm cao, rồi tiếp tục qua một bùm cao nữa để hướng về phía đích đến và hoàn thành vòng đua này. Lúc này thì vận động viên mang số đèo số 4 Đặng Ngọc Quốc đã hoàn thành 3 vòng đua đầu tiên và cũng đã hoàn thành xong phần tranh tài của mình ở trong đợt chạy vòng loại của nội dung ATV hạng bán chuyên. Ở nội dung ATV hạng bán chuyên thì trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra màn so tài của các tay lái ở 5 bảng đấu, và sau đợt so tài đó thì ban tổ chức sẽ chọn ra 2 tay lái có thành tích tốt nhất ở trong mỗi bảng để lọt vào tranh bán kết và chung kết diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Nhìn tổng quan địa hình thi đấu của môn ATV thì chúng ta cũng thấy được có những chướng ngại vật rất đặc trưng, đó là những hố sâu có nước hoặc không có nước, và đó đều là những thử thách đối với các người chơi. Ngoài ra thì còn có những bùm cao để họ thể hiện kỹ năng vượt qua những bùm này, và bên cạnh đó là những đoạn đường whoop mà dịch ra tiếng Việt có nghĩa là những đoạn đường sóng trâu, và bên cạnh đó còn là những đoạn đường so le chân chó, và nó đã tạo ra những cái thử thách liên hoàn rất đa dạng đối với các người chơi. Theo lịch tranh tài của buổi sáng ngày hôm nay thì sau bảng A của nội dung ATV hạng bán chuyên, chúng ta sẽ đến với phần so tài của các vận động viên hệ lão tướng nội dung xe đạp địa hình. Các vận động viên sẽ thi đấu 6 vòng với cung đường có chiều dài là khoảng 1,9 km mỗi vòng. Sáu vòng tranh tài của các vận động viên tương đương với khoảng 11,4 km, và ở trong mỗi vòng tranh tài đó thì các vận động viên sẽ phải vượt qua 5 thử thách rất khó khăn. Đó là một đoạn 7 lay dài, rồi một đoạn họ phải đi trên những tấm pallet mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn,
rồi đi qua một đoạn đường với những chướng ngại hình chính xác, rồi vượt qua một bùm cao, đi qua một đoạn dốc nghiêng và vượt qua ba bùm cao ở cuối cùng trước khi về đích. Lúc này thì các vận động viên đã xuất phát. Như vậy lúc này thì các vận động viên ở hạng mục lão tướng với 17 vận động viên đã xuất phát, và ở vòng loại này thì họ sẽ thi đấu và chọn ra 12 người có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Và như bình luận viên Quang Huy vừa thông tin thì sẽ có 5 bài thi chủ đạo ở trong sa hình thi đấu của môn xe đạp địa hình này. Và đầu tiên thì các vận động viên sẽ thi đấu khoảng 800m để bước vào bài thi ván nổi. Đó là một bài thi hoàn toàn mới của nội dung xe đạp địa hình năm nay so với mùa giải đầu tiên vào năm 2020. Vậy chúng ta cũng thấy rằng đã có những vận động viên đầu tiên gặp khó khăn ở trong đoạn mương dài này. Và cũng không ít người đã phải xuống xe để giác bộ. Đối với anh Thụy thì anh nhận định như thế nào về thử thách đầu tiên này mà các vận động viên đang phải đối mặt ạ? Thực tế thì chúng ta có thể nhìn thấy trên màn ảnh thì đây là một đoạn đường khá hẹp với địa hình chúng ta có thể gọi là bài khởi đầu để các vận động viên chúng ta có thể tách tớp cũng như là thử thách nhẹ để cho vận động viên bắt đầu làm quen với địa hình. Thì mặc dù là các vận động viên chúng ta đã có thời gian để tập thích nghi với lại cái sa hình ở phim trường HTV, tuy nhiên là với tâm lý thi đấu sáng ngày hôm nay thì rõ ràng chúng ta cũng nhìn thấy là một số vận động viên chúng ta đã ngã ở cái thử thách đầu tiên. Vâng, đúng là mặc dù đã có sự chuẩn bị, sự tập luyện nhưng khi bước vào thi đấu thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là vận động viên có lẽ như đã tách ra được khỏi nhóm đầu và đang đi trên những tấm ván nổi, một thử thách mới được đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của HTV Challenge Cup 2021. Ở đoạn ván nổi vừa rồi thì sẽ có chiều dài khoảng 50m và khoảng cách giữa mỗi tấm pallet là 25-30cm. Và đối với thử thách này thì các vận động viên sẽ cần phải có được gia tốc lớn để có thể đưa xe qua những tấm ván và không bị khựng lại. Chúng ta đang được thấy các vận động viên vừa qua đoạn ván nổi pallet này, và đây là một góc quay có thể thấy cho chúng ta thấy được sự khó khăn khi mà các vận động viên vừa qua đoạn ván nổi đó. Vấn đề quan trọng nhất giống như bình luận viên Thái Ân đã chia sẻ ở đoạn bài ván nổi đó là các vận động viên phải duy trì được tốc độ cao, giữ được gia tốc lớn thì mới có thể đưa xe nhanh chóng vượt qua được thử thách. Còn như ở trong hình thì chúng ta thấy có một vận động viên đã gặp trục trặc ở đoạn này, do có lẽ là không đạt được gia tốc đủ lớn để có thể vượt qua, đưa xe vượt qua cái đoạn pallet đó, đúng không anh Thụy? Thì thực tế là với cái cách mà ban tổ chức cũng như ban chuyên môn đã đưa ra những cái loại sa hình như thế này thì cũng đã có sự tính toán rất kỹ, và rõ ràng chúng ta sẽ gặp thấy một số bất lợi đối với các vận động viên chúng ta không kịp tách tớp để chúng ta đạt được cái gia tốc như mà chúng ta mong muốn. Thì ở người đầu tiên chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy là vận động viên Trần Quang Hiếu. Anh là một trong những vận động viên kỳ cựu của làng MTB Phong Trào và cũng giành khá nhiều giải, tuy nhiên anh đã vượt qua một cách rất dễ dàng với những cái sa hình như này. Vâng, và xin thông tin thêm là vận động viên Trần Hữu Hiếu này cũng chính là đương kim á quân của HTV Challenge Cup ở hạng mục lão tướng nam. Anh là người đã giành ngôi á quân ở mùa giải đầu tiên vào năm 2020. Còn đương kim vô địch, một nhân vật rất quen thuộc với chúng ta, huấn luyện viên Trần Thôi của ekip Quân khu 7 thì năm nay không tham gia vì anh cũng hiện đang dẫn dắt câu lạc bộ Quân khu 7 tham dự giải vô địch xe đạp quốc gia tại Vĩnh Phúc. Và như vậy thì khả năng để vận động viên Trần Hữu Hiếu bước lên bục cao nhất ở giải đấu năm nay là rất cao, đúng không anh Thụy? Một điều đáng tiếc của thử thách địa hình HTV Challenge Cup ở bộ môn MTB năm nay thì do trùng lịch với lại giải vô địch quốc gia xe đạp đường trường mà vận động viên kiêm huấn luyện viên Trần Thôi đã phải tham dự cũng như dẫn dắt đội, thì ở bục cao nhất năm nay chúng ta vẫn đang chờ đợi sự bất ngờ. Tuy nhiên ở vòng đầu tiên chúng ta đang dễ dàng nhìn thấy vận động viên Hiếu Trần, một cái tên quen thuộc của làng MTB, anh đang bỏ khá xa vận động viên đi kế tiếp của anh. Lúc này thì vận động viên Trần Hữu Hiếu đã bước vào bài thi số 4, đó là một bùm cao. Và sau khi vào bùm cao này thì anh sẽ phải đi xuống một đoạn tali bờ đất công và nó có độ nghiêng khoảng 60 độ. Và ở đoạn này thì vận động viên sẽ cần phải có được một cái kỹ thuật đổ đèo trong nội dung downhill của xe đạp địa hình trước khi bước vào bài cuối cùng, đó là 5 bùm cao trước khi về đích. Và lúc này thì có vẻ như những thử thách này vẫn đang nằm trong khả năng kiểm soát của rất tốt của vận động viên Trần Hữu Hiếu. Chúng ta vẫn đang được thấy màn so tài
rất hấp dẫn của các vận động viên với những bài thi, với những chướng ngại hoàn toàn khác biệt so với ở trong mùa giải năm 2020. Và vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được đoạn dàn dây của khu vực gần tới về đích ở đoạn 5 bươm cao. Và theo như chia sẻ của anh Đặng Đức Hoàng, cố vấn chuyên môn của môn xe đạp MTB, thì anh cũng đã thiết kế đoạn dây vàng này theo hình ảnh tương tự như điện tim đồ để chúng ta thấy được sự hồi hộp, sự kịch tính ở giai đoạn nước rút về đích ở trong cái thời điểm này. Các vận động viên đang băng qua đoạn bươm cao đó để hoàn thành vòng đầu tiên, và bây giờ thì họ đã bắt đầu bước vào vòng tranh tài thứ hai. Ở phía trên thì vận động viên Trần Hữu Hiếu vẫn đang là người dẫn đầu. Anh vẫn đang đi một mình và lúc này thì đã tiến vào khu vực ao lầy. Sau đoạn ao lầy này sẽ đến thử thách khó hơn một chút, đó là đoạn ván nổi pallet. Như anh Thụy cũng đã chia sẻ thì với việc anh Hiếu đang đi một mình thì hoàn toàn có thể đủ không gian, đủ tốc độ để đẩy tốc độ, đẩy gia tốc của mình lên cao và có thể vượt qua được đoạn ván nổi đó. Có vẻ như ở vòng đua thứ hai này thì anh Trần Hữu Hiếu đang thực sự làm chủ đường đua và không có bất cứ một sự e dè nào đối với thử thách ở bài thi ván nổi này. Và như anh đã rất quen thuộc với những tấm ván và vẫn đang di chuyển với một tốc độ rất đều. Vâng, vừa rồi chúng ta từ góc quay của máy quay gắn ở trên xe của anh Trần Hữu Hiếu thì có thể thấy anh đã vượt qua đoạn thử thách ván nổi một cách rất nhanh chóng và vẫn đang duy trì được vị trí dẫn đầu của mình. Sau khi vượt qua những tấm ván nổi thì các người chơi sẽ bước vào thử thách thứ hai, đó là hai bãi sinh lầy. Hai bãi sinh lầy này có khoảng cách khoảng 70m. Ngày hôm nay thì với điều kiện thi đấu khá khô ráo thì cũng không mang đến quá nhiều khó khăn cho các người chơi ở đoạn sinh lầy. Đây là nhóm các người chơi ở phía sau, trong đó có các người chơi như người mang số đeo 64 là Phạm Công Vũ Hưng. Ở nội dung tranh tài dành cho các vận động viên xe đạp địa hình hệ lão tướng này thì xin nhắc lại là có tổng cộng 17 vận động viên. Thưa anh Thụy, với danh sách 17 vận động viên này theo anh đánh giá thì đâu sẽ là những ứng viên nặng ký nhất cho các vị trí cao nhất ở trong cuộc tranh tài tại HTV Challenge Cup năm 2021 này ạ? Theo như chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh thì qua một vòng đấu và đang ở nửa vòng 2 thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy một gương mặt rất sáng giá. Năm nay có vẻ như anh Độc Tôn ở vị trí dẫn đầu trong suốt hơn một vòng, bởi vì đối thủ nặng ký nhất của anh đã vắng mặt ở giải đua năm nay. Thì đây là một trong những ứng viên vô địch cho năm nay, anh có thể bước lên bục cao nhất. Tuy nhiên phía sau anh cũng còn rất nhiều vận động viên chúng ta có thể nhìn thấy như anh Cao Văn Tư, anh Ngọc Danh. Đây là những vận động viên cũng có thành tích cũng như là tập luyện khá lâu ở trong cái làng phong trào MTB. Vừa rồi thì anh Hiếu Trần cũng đã vừa vượt qua thử thách thứ ba ở trên đường đua xa hình của mình, đó là chạy zig zag qua năm đảo. Đó là một thử thách tượng trưng cho năm ụ mối hoặc năm gốc cây mà các vận động viên sẽ có thể gặp phải ở trong các xa hình tự nhiên. Vừa rồi thì với thử thách năm đảo zig zag đó thì có vẻ như cũng chưa thể làm khó được đối với vận động viên Hiếu Trần. Anh Hờ Thủy có thể phân tích rõ hơn về cái thử thách năm bài zig zag qua năm đảo này và cái kỹ thuật để có thể vượt qua được thử thách này không ạ? Thực tế thì ở bộ môn địa hình, đối với xa hình thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 năm nay thì ban chuyên môn cũng đã ngoài gọi là loại hình băng đồng thì ban chuyên môn cũng đã đưa một số cái xa hình tương đối mới lạ kết hợp ở những bộ môn xe đạp khác đưa vào, chẳng hạn như đổ đèo cũng như là những cái địa hình xích chắc. Thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy là với vận động viên Hiếu Trần, một người có thâm niên về tập luyện, anh thừa sức để hiểu rằng anh phân phối sức lực như thế nào ở năm cái loại hình này và cũng như là kỹ thuật để vượt qua cái năm đường xích chắc này. Bởi vì anh sử dụng một cái vòng tua chân rất đều để duy trì một cái gia tốc
ổn định khi chúng ta vượt qua những cái xích sắt. Bởi vì chúng ta chỉ cần thay đổi gia tốc là chúng ta có thể đi lố, hoặc là chúng ta sẽ bị vướng lại ở những cái góc cua. Vâng, và theo như chia sẻ của chính anh Đặng Đức Hoàng thì anh cũng nói rằng đối với những vận động viên chuyên nghiệp, để có thể thi đấu tốt ở một loại hình như thế này thì họ sẽ không cần đùng dùng đến thắng để có thể duy trì được một cái tốc độ, một cái gia tốc ổn định. Và nếu như có sự e dè trong bản lĩnh thi đấu, hoặc là có một chút rụt rè sợ hãi và thắng lại, thì nó sẽ thay đổi gia tốc và ảnh hưởng rất lớn đến vận tốc và moment xoắn của vòng xoay bánh xe, và nó ảnh hưởng đến cái khả năng vượt qua những cái thử thách của vận động viên đó. Vâng, cũng như Bình luôn nghe thấy anh và anh Thụy đã chia sẻ, thì ở trong các bài tranh tài tại HSV Challenge Cup năm 2021 này, thì với những thử thách mà ban tổ chức đặt ra rõ ràng là để thử thách kỹ năng điều khiển tay lái của các vận động viên, của những người chơi. Và đối với những tay lái nào có kỹ thuật tốt, có kinh nghiệm tốt, và bên cạnh đó có thêm sự can đảm, gan dạ, thì họ mới có thể đủ sức để vượt qua tất cả những thử thách đó một cách an toàn. Có lẽ là ở nhóm sâu, nhóm bám đuổi với vận động viên Trần Hữu Hiếu thì cũng đang diễn ra một cuộc cạnh tranh rất hấp dẫn, khi mà có một nhóm khoảng 5 vận động viên vẫn đang đi cùng nhau. Chúng ta cũng nên nhớ rằng đây chỉ mới là vòng loại thôi, và với một môn chơi địa hình có rất nhiều những rủi ro tiềm ẩn như vậy, thì chưa về tới đích thì chúng ta cũng chưa biết được kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Lúc này thì anh Trần Hữu Hiếu vẫn đang là người dẫn đầu ở vòng đua thứ 3. Và như bình luận viên Thái Ân cũng đã nhắc đến, thì đang có một nhóm khoảng 5 tay lái khác ở phía sau, đang có khoảng cách cũng không phải là quá xa so với người đang dẫn đầu Trần Hữu Hiếu. Theo như ban trọng tài thông báo thì khoảng cách giữa anh Trần Hữu Hiếu, người đang dẫn đầu, với nhóm các vận động viên ở phía sau vào lúc này là khoảng 1 phút. Lúc này thì anh Trần Hữu Hiếu cũng đã bắt đầu bước vào thi đấu vòng đua thứ 3 trên tổng số 6 vòng ở vòng loại này mà các vận động viên sẽ phải tham dự. Ta vẫn đang được theo dõi màn so tài của các vận động viên. Đây là ở đoạn bãi lầy với đường tương đối hẹp sau khi bắt đầu vòng đua. Và như chúng ta cũng đã thấy thì ở đoạn này, khi mà có nhiều tay lái đi cùng với nhau, thì họ đã phải chọn một phương án an toàn, đó là dẫn xe qua đoạn bãi lầy đó trước khi có thể lên yên trở lại để tăng tốc và đưa xe hướng về phía trước. Bởi vì đây là vòng đấu loại cho nên cuộc cạnh tranh của những vị trí sau cũng rất hấp dẫn, bởi vì trên tổng số 17 vận động viên sẽ có 12 người được ghi tên mình vào vòng chung kết. Chính vì vậy mà họ cũng sẽ phải cố gắng nỗ lực để được có tên trong danh sách 12 người này, không bị lọt ra khỏi 12 người vào vòng chung kết, để tính toán phù hợp cho buổi thi đấu vào buổi chiều này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chú ý đến một chi tiết, đó là đợt chạy chung kết sẽ diễn ra ngay vào buổi chiều ngày hôm nay. Và đối với các vận động viên thì bên cạnh việc họ phải cạnh tranh với nhau để có được một vị trí vượt qua vòng đấu loại và lọt vào vòng đấu chung kết, thì còn phải duy trì được, đảm bảo được thể lực cho mình để có thể đạt được thể lực tốt, đạt được phong độ tốt ở vòng chạy chung kết, qua đó mới có thể hy vọng cạnh tranh cho các thứ hạng cao tại cuộc so tài ở HSV Challenge Cup năm 2021 này. Lúc này thì vận động viên Trần Hữu Hiếu, người đi đầu, đã bước vào thử thách đi xích sắt qua 5 đảo. Đây là bài thi số 3 trong tổng số 5 bài thi của sa hình thi đấu môn xe đạp địa hình MTB. Đối với 5 bài thi mà chúng ta đã được chứng kiến đến lúc này, thì theo anh Thụy thì đâu sẽ là thử thách khó nhất đối với các vận động viên ở hệ lão tứ này ạ? Chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở 5 sa hình lần này, ban chuyên môn đã đưa ra một cái mô hình mới nhất, đó là chúng ta chạy trên những tấm ván ở trên một cánh đồng. Chúng ta dễ dàng thấy là trên màn ảnh nhỏ hiện nay các tấm ván đã rất ướt đó, ngay lập tức chúng ta có thể nhìn thấy với sự trơn trượt, và chúng ta không đạt được cái gia tốc như mong muốn, thì chúng ta dễ dàng vấp ngã ở cái sa hình này. Và đây là một cái những cái thử thách mới, cũng như là rất là khó cho các vận động viên. Nếu chúng ta đi gần nhau, chúng ta không sử dụng giày chuyên nghiệp, thì chúng ta dễ dàng vấp phải những cái chướng ngại vật mà chúng ta phải ngã đó.
Và vận động viên vừa gặp một sự cố vừa rồi là vận động viên Trần Văn Hùng, năm nay 41 tuổi, là một trong hai vận động viên trẻ nhất ở hạng mục lão tướng. Trong khi đó thì vận động viên lớn tuổi nhất ở nội dung lão tướng này là vận động viên Đỗ Ngọc Thanh, thì năm nay cũng đã gần 60 tuổi rồi. Ta cũng thấy rằng có những vận động viên cũng đã khá lớn tuổi nhưng vẫn đang rất nỗ lực để có thể chinh phục được những thử thách mà HTV Challenge Cup 2021 này mang tới. Rõ ràng là với hình ảnh quay chậm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được là việc đặt bánh cũng là một kỹ thuật rất khó và đòi hỏi các vận động viên cần phải lưu ý đối với thử thách ván nổi mà ban chuyên môn đã tạo ra đối với bài thi vừa rồi. Nếu như các vận động viên không đặt đúng bánh vào cái phần để ở trên tấm pallet và vào rơi vào giữa khoảng giữa của hai tấm pallet thì họ có thể sẽ gặp phải trường hợp như vừa rồi. Lúc này thì chúng ta thấy anh Trần Hữu Hiếu đã kết thúc vòng 3 và bước vào vòng tranh tài thứ 4, trong khi ở phía sau thì vẫn còn có rất nhiều tay lái gặp khó khăn ở đoạn thử thách ván nổi này. Chúng ta hãy chú ý đến chi tiết. Ở đoạn ván nổi này thì ban tổ chức đã xếp nhiều tấm ván ghép lại với nhau, và khi mà ghép lại với nhau thành một cung đường ở trên có mặt nước ở phía dưới thì khi xe chạy qua sẽ làm tấm ván lún xuống, trong khi tấm ván ở phía trước thì chưa bị xe đè lên và chưa lún xuống. Và cũng đó là lý do mà như anh Thủy cũng đã chia sẻ, đối với các tay lái họ cần phải đạt đủ tốc độ, đạt đủ gia tốc để đưa bánh xe đè lên trên tấm ván ở phía trước, trước khi mà cái tấm ván của xe mình ở phía sau đã bị đè xuống và tạo ra một cái khoảng trống so với tấm ván ở phía trước. Bởi vì nếu như xe không đạt đủ gia tốc thì khi đó sẽ giống như là bị vấp vào ổ gà và sẽ dẫn đến việc các vận động viên bị té, giống như là chúng ta đã được thấy một vài vận động viên gặp khó khăn ở đoạn ván nổi đó. Lúc này thì người đang dẫn đầu ở nhóm bám đuổi đối với vận động viên Trần Hữu Hiếu là vận động viên Style 60 Hồ Minh Hòa, vận động viên sinh năm 1973. Các vận động viên đã hoàn tất 3 vòng thi đấu và đang bước vào vòng thi thứ 4. Khoảng cách mà chúng tôi vừa cập nhật được từ phía bộ phận trọng tài giữa vận động viên Trần Hữu Hiếu và vận động viên phía sau, vận động viên Hồ Minh Hòa là 1 phút 30 giây. Rõ ràng là với việc duy trì tốc độ rất ổn định thì vận động viên Trần Hữu Hiếu đang ngay một nới rộng thêm khoảng cách với nhóm phía sau của mình. Hôm nay anh đang bước vào bài thi ván nổi ở vòng thi thứ 4. Ở bài thi này chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy vận động viên Trần Hữu Hiếu. Anh duy trì tốc độ ổn định. Tuy nhiên ở vòng thứ 4 chúng ta dễ dàng nhìn thấy là xa hình chúng ta đã bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi. Thay đổi ở đây là sinh nước đã bám trên mặt ván và tạo ra một độ trơn nhất định. Với một người có kinh nghiệm như anh Hiếu thì việc vượt qua khá dễ, tuy nhiên vẫn có thể ở những vòng đấu tiếp theo anh sẽ phải gặp rất là khó khăn khi vượt qua những xe hình như thế này. Vâng, như anh Thủy cũng đã chia sẻ thì ở vòng thứ 4 này các vận động viên đã bắt đầu gặp khó khăn ở cái đoạn ván nổi đó. Vậy thì cũng như vậy ở đợt chung kết buổi chiều thì anh Thủy chắc là các vận động viên sẽ còn gặp khó khăn nhiều hơn đúng không ạ? Buổi chiều thì hy vọng là trời nắng buổi trưa sẽ giúp đỡ một phần nào, tuy nhiên ở những vòng đầu tiên thôi. Và những vòng tiếp theo chúng ta sẽ lại gặp những cái trường hợp như thế này. Bởi vì đây là bộ môn địa hình, đây là những cái thử thách mà nếu ở bất kỳ cuộc thi nào chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy. Và đặc biệt ở thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021, ban chuyên môn đã đưa vào những cái sơ hình và mạnh dạn cho vận động viên trải nghiệm những cái thử thách này. Vừa rồi trên màn hình chúng ta chính là vận động viên mang số đeo 55 Đỗ Ngọc Thanh, vận động viên lớn tuổi nhất của hạng mục lão tướng, năm nay đã gần 60 tuổi. Và chúng ta cũng thấy là anh vẫn đang ở trong nhóm giữa và nhiều khả năng sẽ có thể góp mặt được ở vòng chung kết vào buổi chiều nay. Đoạn boom lớn từ góc quay flycam này cũng là một thử thách mới được đưa vào HTV Challenge Cup 2021. Rõ ràng là so với mùa giải đầu tiên năm 2020 thì nhìn tổng thể xa hình thi đấu của môn Step MTB đã được nâng độ khó lên rất nhiều đúng không anh Thuyền? Sau kết quả của thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2020 thì ban chuyên môn cũng đã có những cái buổi họp để mà chuẩn bị cho cái giải 2021. Thì việc đưa vào những cái sa hình mới này nó cũng là một cái phần để tăng sự cuốn hút cũng như lan tỏa cái việc cuộc thi thử thách địa hình HTV đến với mọi người nhiều hơn. Đặc biệt ở cái lứa tuổi MTB lão tướng thì chúng ta dễ dàng thấy là
với lứa tuổi này thì các anh đã chọn cho mình một cái việc chơi nhẹ nhàng hơn là đạp đường trường. Tuy nhiên chúng ta thấy ở HTV thì các vận động viên vẫn hăng hái được trải nghiệm bởi ban chuyên môn đã đưa ra được rất nhiều sân hình lạ và đủ sức hấp dẫn các vận động viên. Vâng, và đó cũng chính là chi tiết mà hầu như người chơi địa hình nào cũng hướng tới. Họ ít khi nào sẽ chọn thi đấu ở một địa hình mà họ đã từng tham gia rồi và luôn muốn tìm tòi những địa hình mới mẻ, những địa hình có nhiều sức tò mò để cho họ có thể khám phá. Và đó cũng chính là thử thách rất lớn đối với ban chuyên môn của HTV Challenge Cup để làm sao có thể đổi mới được sa hình thi đấu qua mỗi năm, vừa tạo ra được những độ khó, vừa tạo ra được sự đa dạng và vẫn có đủ sức để có thể các vận động viên chinh phục được để họ không cảm thấy bị nản khi mà tham gia. Và cũng còn một chi tiết nữa để nhắc đến ở trong việc ban tổ chức tạo ra những địa hình, những thử thách đối với các vận động viên, đó là ban tổ chức của HTV Challenge Cup luôn cố gắng để dựa vào địa hình có sẵn, địa hình tự nhiên có sẵn tại phim trường HTV ở xã Hòa Phú của huyện Củ Chi, không thay đổi nhiều về địa hình mà chỉ dựa trên những địa hình có sẵn đó để tạo ra những bài thi cho các vận động viên. Và đó cũng chính là một nét hấp dẫn đối với các vận động viên khi vừa được trải nghiệm những thử thách khó khăn, vừa được trải nghiệm về thiên nhiên tươi đẹp tại khu vực phim trường HTV ở xã Hòa Phú của huyện Củ Chi này. Chúng ta quay trở lại với những diễn biến đường đua khi mà lúc này vận động viên Trần Hữu Hiếu đã hoàn tất 4 vòng thi đấu và đang bước vào vòng thi thứ 5, là vòng thi áp chót của đợt thi vòng loại buổi sáng ngày hôm nay. Đây là các vận động viên ở nhóm phía sau. Còn đây một lần nữa chúng ta quay trở lại với tay đua Trần Hữu Hiếu, người đang dẫn đầu vào lúc này. Ở trên sa hình thi đấu của môn xe đạp địa hình MTB của HTV Challenge Cup năm nay sẽ có hai đoạn đường bằng có thể giúp cho các vận động viên tăng nước rút. Đó là đoạn đường bằng ngay sau khi mà họ vừa về đích, và đoạn đường bằng thứ hai là sau bài thi thứ ba, đó là bài zigzag qua năm ổ mối, và họ sẽ có một đoạn đường bằng ở trong rừng tràm để họ có thể tăng tốc độ lên cao, tung nước rút để tạo ra khoảng cách với các vận động viên bám đuổi phía sau. Từ góc quay này chúng ta có thể thấy rõ đối với các vận động viên họ đã bắt đầu suy giảm về thể lực sau những thử thách đầy khó khăn ở trong lộ trình tranh tài ngày hôm nay. Tuy nhiên thể lực thì có thể suy giảm, nhưng tất cả các vận động viên đều đang rất nỗ lực, rất quyết tâm để hoàn thành lộ trình tranh tài của ngày hôm nay với nội dung dành cho các vận động viên ở hạng lão tướng. Đúng là những hình ảnh vừa rồi đã cho chúng ta thấy được với các môn chơi địa hình thì không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao, kỹ thuật điều khiển xe tài tình, sự can đảm, sự gan dạ, mà còn đòi hỏi ý chí và sự bền bỉ rất lớn của các vận động viên. Không khác gì việc họ phải thi đấu ở những cung đường trường dài với khoảng cách lên tới 200 km. Lúc này thì thử thách ở ván nội vẫn đang gây khó cho rất nhiều những vận động viên, nhưng với anh Trần Hữu Hiếu đây là vòng đua thứ 5 và chúng ta cũng thấy rằng là anh cũng vẫn đang có được sự thận trọng nhất định. Lúc này thì anh Trần Hữu Hiếu đã vượt qua được đoạn thử thách bán nổi. Chúng ta cũng vừa nhìn thấy ở đoạn đầu của bán nổi thì vận động viên Trần Hữu Hiếu mang số đeo 52 đã bắt vòng được vận động viên mang số đeo 53 Lê Hoài Phương Nam. Và chúng ta cũng nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ là vận động viên Lê Hoài Phương Nam đang xuống xe và dắt xe qua cái thử thách xa hình mà tương đối mới cũng như là đầy cam go với vòng thi đấu thứ tư, thứ năm. Tất cả đều đã rất trơn và rất nhiều sình bám ở trên đó. Việc đưa chiếc xe đạt được tốc độ cũng như gia tốc cũng như là việc kỹ thuật đặt bánh như thế nào để vượt qua ở vòng thi đấu thứ tư, thứ năm đã bắt đầu trở nên cam go hơn. Vâng, đúng là vừa rồi thì vận động viên Phương Nam đã vào cua ở đoạn ván nổi hơi lố và anh đã bị trượt ra khỏi miếng ván và đã bị bắt vòng. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy vừa rồi thì anh vẫn rất nỗ lực để có thể đưa xe dậy và tiếp tục để thi đấu hoàn thành hết sa hình thi đấu ngày hôm nay. Đối với các vận động viên xe đạp địa hình thì đôi khi việc giành chiến thắng ở các giải đấu sẽ không quan trọng bằng việc vượt qua được chính bản thân mình, có thể chinh phục được những thử thách mà mình chưa vượt qua được trước đó. Đó cũng chính là mục tiêu lớn nhất mà
tất cả người chơi đến với một môn chơi địa hình họ hy vọng và họ có thể đạt được. Vâng, đúng như anh Thái Ân đã chia sẻ thì đối với các vận động viên chơi ở các môn địa hình như thế này, như xe đạp địa hình, mô tô địa hình, rồi kể cả những loại hình như là bơi, đạp, chạy, thì đối với họ nhiều khi tham gia vào những cuộc tranh tài cạnh tranh cho một tấm huy chương, cạnh tranh cho một vị trí cao ở trên các bục nhận huy chương không phải là điều quan trọng nhất, mà đối với họ phần thưởng lớn nhất chính là nỗ lực để hoàn thành được cái lộ trình thi đấu của cái ngày thi hôm đó. Đó đối với họ đã chính là phần thưởng lớn nhất rồi. Và vì vậy mà chúng ta thấy đối với các vận động viên dù có té ngã, dù có bị gặp nhiều khó khăn ở các đoạn thử thách ở trong lộ trình ngày hôm nay, thì họ vẫn đang đầy nỗ lực để cố gắng hoàn thành xong phần thi của mình. Vừa rồi là một đoạn quay ở góc quay thứ nhất từ vận động viên Trần Hữu Hiếu, cho chúng ta thấy được cách anh vượt qua 5 mũ zig zag một cách rất uyển chuyển. Lúc này thì đó cũng vẫn chưa phải là thử thách gây khó khăn cho anh Trần Hữu Hiếu, mặc dù chúng ta cũng biết là kỹ năng để vượt qua 5 mũ mối đó cũng đòi hỏi kỹ thuật phải sử dụng xe rất tài tình để pedal không thể bị đạp, bị đụng xuống đất khi mà có những cái khúc cua quẹo như vậy. Sau đoạn đi zig zag thì đây sẽ là một thử thách đối với các đội viên khi vượt qua đoạn dốc cao và bước vào đoạn dốc nghiêng. Bạn đối chức cũng đã thiết kế một cái dốc nghiêng ngay ở sau khi các đội viên xuống hết cái bùm cao này. Đó là cách để cho các đội viên giữ được tốc độ, thay vì khi vừa xuống hết bùm mà gặp một đoạn đường cua, nếu như không có dốc nghiêng thì họ sẽ phải giảm tốc độ xuống. Nhưng ở HTV Challenge Cup năm 2021 này thì bạn đối chức đã thiết kế đoạn dốc nghiêng đó để giúp các vận động viên có thể tiếp tục duy trì tốc độ, giữ được tốc độ tốt đó và hướng về phía những bùm cao ở phía cuối và hoàn thành vòng thi với tốc độ tốt nhất. Và nói nôm na thì cái dốc nghiêng mà như BLV Quang Huy vừa nhắc đến, như một cái lồng chảo để hứng các vận động viên xuống và để cho họ tiếp tục giữ được cái gia tốc để duy trì được tốc độ của mình. Bây giờ thì vận động viên Trần Hữu Hiếu đã hoàn tất 5 vòng thi trên tổng số 6 vòng ở vòng loại này và anh đang bước vào vòng đua cuối cùng, và có lẽ là vẫn đang là một khoảng cách trên dưới 1 phút so với nhóm phía sau. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy vận động viên Trần Hữu Hiếu sau khi về đích ở vòng thi đấu thứ 5 thì sau khi kết thúc vòng thi đấu thứ 5 thì anh đã thay đổi bộ số trên xe để tăng tốc ở đoạn đường bằng. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy là việc phân phối sức cũng như là kỹ thuật để vượt qua các xe hình, cũng như là việc phân phối kỹ thuật, chúng ta thấy anh Hiếu sử dụng rất nhuần nhuyễn, bởi vì đây là một vận động viên phong trào. Tuy nhiên là ở phong trào thì anh cũng có rất nhiều thành tích, và đặc biệt ở HTV Challenge Cup 2020 anh đã về sau vận động viên Trần Thôi, và ở giải năm nay HTV Challenge Cup 2021 thì sự vắng mặt của huấn luyện viên Trần Thôi cũng là một cái sự may mắn cũng như là động lực để giúp cho vận động viên Trần Hữu Hiếu thay đổi thành tích cá nhân của mình ở trên bảng xếp hạng. Vâng, nhắc lại cuộc tranh tài của các vận động viên ở HTV Challenge Cup năm 2020 thì ở nội dung dành cho nam lão tướng tại HTV Challenge Cup năm 2020, tay đua Trần Thôi đã là người về đích đầu tiên với thời gian là 29 phút 7 giây, và ở cuộc đua năm ngoái thì Trần Hữu Hiếu đã là người về đích ở vị trí thứ nhì với thời gian kém hơn Trần Thôi đúng 20 giây. Anh đã về đích với thời gian là 29 phút và 27 giây. Như vậy là vừa rồi thì đã có thêm một vận động viên nữa mang số đeo 64 đã bị vận động viên Trần Hữu Hiếu bắt vòng. Như vậy là ở thử thách ván nổi thì vận động viên Trần Hữu Hiếu cũng đã vượt qua được thành công ở vòng đua cuối cùng trong buổi thi vòng loại sáng ngày hôm nay. Một phong độ rất ấn tượng. Và đây một lần nữa chúng ta lại thấy được vận động viên Phạm Công Vũ Hưng vừa gặp phải khó khăn với thử thách ván nổi này nhưng vẫn là một sự lạc quan rất lớn. Trong các buổi tập luyện của các vận động viên tham dự HTV Challenge Cup năm nay thì họ cũng đã chia sẻ rằng họ cũng muốn một lần được té ngã như vậy để có thể cảm nhận được cái đường đua rõ ràng hơn. Vâng, ở tình huống vừa rồi chúng ta có thể thấy rõ ngay sau khi mà tay đua mang số đeo 64
Phạm Công Vũ Hưng. Để đua mang số đeo 65 ở trên mình, chỉ khi vừa giảm tốc độ là một chút thôi là đã lập tức bị té ngã khi bánh xe vướng vào tấm ván nổi ở phía trước. Đó luôn là điều mà như anh Thụy cũng đã nhắc và chúng tôi cũng đã nhắc từ đầu phần tranh tài của Caravan đến giờ là họ phải duy trì được tốc độ cao, duy trì đủ gia tốc thì mới có thể đưa xe vượt qua được đoạn ván nổi này một cách thuận lợi và an toàn nhất. Nhưng rõ ràng điều mà chúng ta ấn tượng nhất đến lúc này vẫn là những nụ cười luôn thương trực ở trên các vận động viên. Cho dù họ có té ngã đi chăng nữa thì họ vẫn rất vui vẻ và họ lại tiếp tục cùng với người bạn đồng hành của mình là chiếc ngựa sắt để có thể tiếp tục chinh phục đoạn đường phía trước. Đây là top 5 vận động viên, những người đi ở nhóm thứ hai sau anh Trần Hữu Hiếu. Còn đây là nhóm các vận động viên ở phía sau nữa. Còn lúc này ở trên hình của chúng ta đây là người đang dẫn đầu, Trần Hữu Hiếu với đoạn đường xích sắt. Anh đã đi được khoảng hơn một nửa của vòng đua thứ 6, vòng đua cuối cùng. Như vậy là lúc này thì các vận động viên đã chuẩn bị để hoàn thành xong phần tranh tài ở vòng đấu loại của nội dung xe đạp địa hình dành cho hạng tuổi lão tướng. Những đoạn bùm cào liên tiếp cuối cùng trước khi về đích để hoàn thành vòng đua. Vậy lúc này thì chúng ta thấy tay đua mang số đeo 64 Phạm Công Vũ Hưng đã hoàn thành vòng đua thứ 5 để bước vào vòng thứ 6. Thêm một tay đua nữa hoàn thành vòng thứ 5. Còn lúc này đây thì chúng ta đang được thấy anh Trần Hữu Hiếu vượt qua những đoạn bùm cuối cùng để hướng về phía đích đến và hoàn thành 6 vòng đua ở đợt chạy vòng loại của nội dung xe đạp địa hình dành cho hạng tuổi nam lão tướng. Như vậy là đã không có bất ngờ nào diễn ra ở vòng loại này khi mà vận động viên Trần Hữu Hiếu, người được đánh giá cao nhất ở hạng mục lão tướng, đã xuất sắc về đầu. Trong khi đó thì vẫn đang có những vận động viên để đang nỗ lực hoàn thành vòng đua cuối cùng ở vòng loại buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chờ đợi hồi hộp để xem những vận động viên nào tiếp theo sẽ ghi tên mình vào vòng chung kết vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được nhắc lại là có tổng cộng 17 vận động viên tham dự vòng loại nội dung xe đạp MTB hạng lão tướng và sẽ chọn ra 12 vận động viên có thành tích tốt nhất để vào lượt thi chung kết vào buổi chiều. Chúng ta cũng có thể thấy đối với các vận động viên hơn 11 km này họ đang phải trải nghiệm và phải bào mòn thể lực nhiều như thế nào khi mà đã có những vận động viên đã phải tranh thủ nạp thêm năng lượng ở trên đường. Những ảnh mà có lẽ chúng ta đã quen thấy ở trong những cuộc đua xe đạp đường trường, nhưng bây giờ lại được thấy các vận động viên thể hiện nó ở trong cuộc tranh tài TTV Challenge Cup năm 2021 này với 6 vòng đua đầy thử thách. Đây là vận động viên số đeo 62 Đinh Trần Minh Khôi vừa xuất hiện trên màn ảnh, và ngay phía sau là số đeo 55 Đỗ Ngọc Thành. Đây có lẽ là nhóm vận động viên cũng đang nằm trong top đầu và đang vượt qua thử thách ván nổi ở vòng chạy cuối cùng của họ là vòng chạy số 6. Như vậy là lúc này thì tay đua mang số đeo 58 Nguyễn Thành Tâm đã là người thứ nhì hoàn thành 6 vòng đua ở trong đợt chạy vòng loại, và ở vị trí thứ 3 là tay đua mang số đeo 61 Nguyễn Ngọc Danh.
đã có thêm 3 vận động viên về đích, đó là vận động viên số 57 Đỗ Xuân Tài, số 63 Nguyễn Việt Hà và số 60 Hồ Minh Hoa. Như vậy là chúng ta đã xác định được 6 tay đua đầu tiên ghi tên mình vào đợt chạy chung kết buổi chiều ngày hôm nay ở lứa tuổi lão tướng nội dung xe đạp địa hình. Chúng ta vẫn đang hồi hộp chờ xem những cái tên tiếp theo. Vẫn sẽ còn 6 tay đua nữa được tham dự vòng chung kết. Đây là tay đua Đỗ Ngọc Thành, người vẫn đang duy trì được sự nỗ lực của mình. Trên Thụy với 6 cái tên đầu tiên đã vượt qua đợt chạy vòng loại này để ghi tên mình vào đợt chạy chung kết vào buổi chiều, thì theo anh trong 6 cái tên này có cái tên nào gây ra bất ngờ đối với anh hay không ạ? Ở 6 cái tên đầu tiên ở lượt vòng loại của giải MTB Lão Tướng thì chúng ta dễ dàng xác định được như Thụy đã nhận định ban đầu. Anh Nguyễn Ngọc Danh cũng đã ghi tên mình ở vị trí thứ 3. Chúng ta đang chờ đợi Cao Ngọc Tư sẽ xử lý vòng cuối cùng như thế nào. Tuy nhiên ở 6 người đầu này thì ở yếu tố bất ngờ là ở lượt vòng thứ 3 chúng ta đã thấy Hồ Minh Hòa bám sát sau đuôi của tay đua Trần Hồng Hiếu. Tuy nhiên là ở lượt vòng thứ 6 thì anh Hòa lại rơi vào vị trí thứ 6. Thì đây cũng là một điều đáng tiếc với vận động viên Hồ Minh Hòa. Vừa rồi thì chúng ta thấy tay đua thứ 7 về đến đích là tay đua mang số đeo 54 là Cao Văn Tư. Còn đây là Cao Văn Nguyên, vẫn còn một vòng nữa phía trước. Tay đua thứ 8 về đích, tay đua mang số đeo 56 Nguyễn Văn Huế. Như vậy là chúng ta sẽ chờ đợi 4 cái tên nữa để ghi tên mình vào vòng chung kết. Vận động viên 59 đang tiến về vạch đích. Như vậy là tay đua mang số đeo 59 đã là người về đích. Và chỉ còn một vài cái tên nữa để ghi đủ danh sách vào đợt chạy chung kết buổi chiều mà thôi. Chúng ta chờ đợi 3 cái tên cuối cùng. Thưa quý vị, như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay, một cuộc cạnh tranh hết sức là kịch tính và hấp dẫn, và chúng ta cũng đã tìm ra được người về đích đầu tiên ở hạng mục xe đạp địa hình lão tướng. Xin được chúc mừng vận động viên Trần Hữu Hiếu đến từ câu lạc bộ Sài Gòn Đông Tây. Xin chào anh Hiếu ạ, không biết là cảm xúc của anh hiện tại như thế nào khi anh là người về đích đầu tiên ạ? Cảm xúc rất là vui khi là người đầu tiên về nhất ở hệ lão tướng. Vui nhưng mà chắc chắn là anh cũng đang rất là mệt đúng không ạ? Anh có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái giọt mồ hôi mà anh đã đổ ra, nhưng mà rất là xứng đáng cho kết quả của anh. Và trong cung đường buổi sáng ngày hôm nay 6 vòng thi đấu thì không biết là anh cảm thấy là cái cung đường của mình như thế nào, và những đoạn nào sẽ là anh gặp khó khăn nhiều nhất ạ? Cung đường năm nay thì ban tổ chức làm khó hơn năm ngoái. Nó có đoạn ở cái cầu dán bắc qua ruộng á. Cái đoạn đó là cái đoạn gây cho mình khó khăn nhiều nhất. Còn những đoạn còn lại thì cũng khó khăn nhưng mà nó cũng không tới nổi. Dạ vâng, và theo như anh theo dõi thì thấy là đoạn ván nổi rất là khó, có rất là nhiều vận động viên cũng đã bị té rồi gặp rất là nhiều khó khăn ở đoạn đó. Bên cạnh đó là những cái đoạn bùm rất là cao nữa, thì ở những khu vực đó thì anh đã sử dụng những cái kỹ năng như thế nào để có thể vượt qua một cách rất là thành công ạ? Ở cái đoạn ván thì vận động viên đòi hỏi kỹ năng thăng bằng, giữ thăng bằng tốt và qua chậm rãi, đạp chậm rãi giữ thăng bằng, đặc biệt là vấn đề thăng bằng. Dạ, còn những cái đoạn bùm cao thì như thế nào anh? Những cái đoạn bùm cao thì mình dùng kỹ thuật của MTB qua thì nó cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Dạ vâng, như vậy thì một lần nữa thì xin chúc mừng anh đã có thể vào vòng chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc cho anh sẽ giữ được phong độ như thế này để thi đấu thật tốt ở vòng chung kết chiều nay anh nhé. Dạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là đó là những chia sẻ của vận động viên Trần Hữu Hiếu. Một lần nữa xin được chúc mừng anh và chúc mừng cho câu lạc bộ Sài Gòn Đông Tây. Còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với bình luận viên Quang Huy ạ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng với Mai Anh
gặp gỡ với tay đua về đích đầu tiên ở trong đợt chạy vòng loại của nội dung xe đạp địa hình dành cho hệ tuổi lão tướng. Và vào lúc này thì chúng ta sẽ chuẩn bị quay trở lại với đường đua của nội dung ATV với các vận động viên ở bảng B và bảng C. Ở trong hình chúng ta lúc này đây là lộ trình mà các vận động viên ATV sẽ phải vượt qua với chiều dài của một vòng chạy là khoảng 1,6 km với những thử thách ở trên toàn tuyến lộ trình này. Ở trên lộ trình của nội dung ATV này thì ở ngay trước đoạn về đích các tay đua sẽ phải vượt qua một đoạn bùm rất cao và rất dài, và đó có thể xem là một trong những thử thách khó nhất của các vận động viên khi mà họ phải vừa duy trì được tốc độ, vừa phải duy trì được sự thăng bằng và giữ vững được tay lái của mình khi vượt qua khỏi đoạn bùm đó. Và lúc này thì chúng ta đã được thấy các vận động viên ở bảng B của nội dung ATV đang sẵn sàng tại khu vực xuất phát. Cũng chia sẻ thêm với quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ, việc tạo ra các cái thử thách ở bộ môn ATV cũng đòi hỏi một ban chuyên môn đã tính toán rất kỹ. Ở bảng B này chúng ta có 5 vận động viên, tuy nhiên là trên màn hình chúng ta chỉ thấy có 4 vận động viên xuất phát do sự vắng mặt của vận động viên số 6 Nguyễn Trung Thành là đến từ đội quận 2. Như anh Quang Huy đã chia sẻ thì việc về đích sẽ vượt qua một cái bùm khá dài. Thì suốt những ngày tập luyện ở trên phim trường HTV thì các đội cũng đã thiệt hại khá nhiều các cái phương tiện tham dự giải đua, bởi vì một số cái trang thiết bị nó không đủ yêu cầu. Thì họ cũng đã tính toán lại và sắp xếp lại các cái phương tiện thi đấu của mình. Thì ở lượt bảng A chúng ta đã nhìn thấy các đội đã thi đấu khá tốt. Thì chúng ta sẽ trông chờ ở bảng B này sẽ có sự bất ngờ nào hay không? Vâng, và chúng tôi cũng xin nhắc lại là ở vòng loại của hạng mục bán chuyên xe mô tô 4 bánh ATV này thì các vận động viên sẽ phải thi đấu 3 vòng, tương đương với 1,6 km một vòng nhân 3 vòng là 4,8 km. Và ở lượt thi đấu đầu tiên ở trong buổi sáng ngày hôm nay tại bảng A thì chúng ta đã ghi nhận được thành tích là vận động viên Đặng Ngọc Quốc của đội Bình Phước là người đã về đích đầu tiên, và vận động viên thứ hai là Phạm Quý Tuấn Tú đứng thứ hai, đứng thứ ba là Bùi Thái Dương của thành phố Thủ Đức. Và lúc này thì trên màn hình chúng ta đang được theo dõi màn thi đấu của 4 vận động viên ở bảng B, đó là các vận động viên số đeo số 9 Trần Kim Lâm của đội Củ Chi, số 11 Mai Hoàng Tuấn Anh của quận 12, số 17 Trần Xuân Nam của quận 7 và số 18 là Ngô Đình Phúc của huyện Hóc Môn. Trong số 4 cái tên này thì anh Lê Minh Thủy có những thông tin nào có thể cung cấp thêm cho quý khán giả được không ạ? Thực tế thì bộ môn ATV ở tại Việt Nam cũng chỉ mới bắt đầu. Việc hình thành các đội đua để tham dự giải thử thách địa hình ATV Challenge Cup 2021 năm nay cũng là một nét mới. Việc xuất thân của các vận động viên tham gia bộ môn ATV, thực chất là trước đây các vận động viên đã từng tham gia bộ môn cào cào. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một trong những hai bộ môn nó tương đồng với nhau về mặt địa hình, về độ khó. Tuy nhiên ở bộ môn ATV thì chúng ta có thể thấy được là để điều khiển được một cái cỗ máy phân khối như thế này thì ngoài sự kiên trì, chúng ta thấy vận động viên phải có một sự dẻo dai nhất định, bởi vì chúng ta có thể nhìn bốn cái phuộc của xe ATV nó rất mềm để dễ dàng đưa cỗ máy cũng như vận động viên qua các địa hình chướng ngại vật. Thì việc điều khiển nó cũng là một cái việc đòi hỏi vận động viên phải tập luyện khá nhiều. Ở bốn cái tên ở bảng B thì chúng ta đang có Trần Kim Lâm, Mai Hoàng Tuấn Anh, Trần Xuân Nam và Ngô Đình Phúc. Thì theo nhận định của Thụy, ở bảng B này khả năng Mai Hoàng Tuấn Anh sẽ là một trong những cái tên đáng để chúng ta lưu ý. Chúng ta cũng thấy ở trên địa hình của cái lộ trình dành cho xe ATV thì sau cái đoạn xuất phát các vận động viên sẽ phải vượt qua những cái hố khô rồi đoạn hố cát. Theo anh Thụy thì những cái hố khô đó có thể gây ra khó khăn như thế nào cho các vận động viên? Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái chiều dài của hố nó tương đối ngắn, giống như là chỉ vừa cái thân xe của các vận động viên khi mà lọt xuống thôi ạ. Cũng chia sẻ thêm với quý vị xem đài cũng như là các bạn lần đầu tiên biết đến bộ môn ATV, thì bộ môn ATV là xe địa hình, tuy nhiên là nó sử dụng hai cầu. Thì việc đưa một cái xe hình với một cái hố khô vừa vặn với cái xe để thể hiện được cái khả năng sử dụng linh hoạt chiếc xe của mình như thế nào
khi mà họ sử dụng hai cầu, cầu trước và cầu sau, đặt bánh như thế nào để vượt qua được cái sai lầm như thế. Vâng, lúc này thì các vận động viên đang vượt qua đoạn bùm trước khi hướng về phía đích đến để hoàn thành vòng thi. Và các vận động viên đang bước vào vòng chạy cuối cùng. Đang có cuộc so kè rất quyết liệt giữa hai vận động viên. Đó là tay đua mang xe đèo số 9 là Trần Kim Lâm. Và tay đua mang xe đèo 17 là Trần Xuân Nam. Đó là những người đang so kè với nhau rất quyết liệt ở vị trí dẫn đầu. Và xin nhắc lại là ở mỗi bảng thi của nội dung ATV như thế này thì ban tổ chức sẽ chọn ra hai tay đua có thành tích tốt nhất của mỗi bảng để lọt vào vòng đấu bán kết và chung kết. Và vì vậy mà các tay đua sẽ phải nỗ lực hết sức mình để so kè với nhau và giành được một trong hai vị trí dẫn đầu của mỗi bảng về thành tích để qua đó mới có thể lọt được vào vòng đấu bán kết diễn ra buổi chiều. Ta cũng thấy rằng là ở môn đua xe địa hình ATV này thì bề ngang của mặt đường thi đấu là rất hẹp. Vậy thì với anh Thụy thì đối với các vận động viên không có được cái vị trí dẫn đầu, những cái vận động viên ở phía sau thì họ sẽ phải tận dụng những thời điểm nào để có thể qua mặt được người đang ở phía trước mình? Góc máy vừa rồi cho chúng ta thấy góc máy vừa rồi chúng ta thấy dễ dàng cái việc chúng ta có qua được nhau hay không là ở các góc cua. Và trong cái xa hình của thử thách địa hình ATV Challenge Cup 2021 lần này thì ban chuyên môn của bộ môn ATV cũng đã tính toán rất kỹ ở những đoạn nào vận động viên có thể vượt được nhau và những đoạn nào vận động viên phải chấp nhận nối đuôi, bởi vì vị trí chúng ta đang khác nhau. Thì ở những góc cua chúng ta mở cua lớn sớm thì chúng ta dễ dàng vượt qua đối thủ. Tuy nhiên là nếu chúng ta không tận dụng được ưu thế đó thì chúng ta sẽ cứ phải xếp hàng lần lượt để qua các vị trí khó khăn của trên xe hình. Vâng, vừa rồi là một chi tiết rất hay về mặt chuyên môn mà anh Thụy đã vừa cung cấp đến chúng ta để nhìn nhận ra được những thời điểm, những cái thời cơ để các vận động viên ở phía sau có thể vượt qua được người phía trước mình. Nó rất là khác so với những cái môn như xe đạp địa hình hay mô tô địa hình, khi mà họ sẽ có cái không gian rộng hơn và cái kích thước của xe nó cũng sẽ nhỏ hơn. Như vậy là vào lúc này theo thông báo từ phía ban trọng tài thì tay đua mang xe 17 Trần Xuân Nam đã là người vượt qua mức trước tiên để trở thành tay đua về nhất ở bảng B nội dung mô tô ATV hạng bán chuyên. Và người về đích ở vị trí thứ hai là tay đua mang xe 11 Mai Hoàng Tuấn Anh. Họ là những người đã giành được quyền để lọt tiếp vào đợt chạy bán kết sẽ diễn ra vào buổi chiều hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta thấy có lẽ chúng ta sẽ dành một chút ít thời gian để cùng giao lưu với các vận động viên ở nội dung ATV này cùng với biên tập viên Hạnh Dung. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì như quý vị đã thấy là năm vận động viên của lượt thi ở bảng C đều đang rất là sẵn sàng. Họ là số 15 là tay đua Lê Minh Thuấn, 59 Nguyễn Thanh Tân, số 12 Nguyễn Văn Nam, số 10 Vương Hải Đăng và số 7 là Trương Tấn Đạt. Một lần nữa xin chào các anh và cho Hạnh Dung hỏi một tí xíu là với đường đua như thế này thì nãy giờ anh quan sát hai lượt thi đấu thì anh nghĩ là mình sẽ tự tin nhất ở cái điểm nào ạ? Chắc mấy cái khúc mà xuống lỗ. Mấy cái xuống hố hả? Sao ạ? Tại cái chỗ đó nếu mà chạy có tốc độ nhanh quá thì sẽ bị lao xuống, cho nên mình có thể kiểm soát được cái khúc. Dạ rồi, vậy thì chúc cho anh sẽ thi đấu thật tốt trong lượt thi của mình nha. Còn anh nãy giờ theo quan sát đã có hai lượt thi đấu rồi thì không biết là cái tâm trạng của mình lúc này trước giờ xuất phát sẽ như thế nào? Từ đầu khi đã tham gia chương trình này em đã chuẩn bị một cái tinh thần là nói chung là hăng hái nhiều phết để tham gia cái cuộc đua này. Trong khi đó em cũng đã chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tham gia cái cuộc đua này. Nãy giờ thì Hạnh Dung nghe anh trả lời thì có vẻ anh cũng hơi hồi hộp một tí xíu rồi để mình sắp thi đấu. Thì chúc cho anh sẽ thi đấu thật tốt và tiếp thêm năng lượng cho anh. Và chúc cho các tay đua sẽ thi đấu thật tốt trong lượt thi đấu này. Còn bây giờ thì họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng để thi đấu. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần thi đấu của bảng C, xe ATV hạng bán chuyên ạ. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe những chia sẻ của các vận động viên với tâm trạng háo hức hồi hộp trước khi bước vào màn so tài
ở bảng C nội dung Moto ATV hạng bán chuyên. Còn ở trong hình của chúng ta lúc này đang là những ảnh thi đấu đẹp mắt của các vận động viên tại bảng B vừa rồi. Và xin nhắc lại là người đã về đích đầu tiên ở bảng B là tay đua Mercedes 17 Trần Xuân Nam. Tay đua về đích ở vị trí thứ hai là tay đua Mercedes 11 Mai Hoàng Tuấn Anh. Đó là những tay đua đã ghi tên mình vào đợt chạy bán kết sẽ diễn ra vào chiều hôm nay. Và theo điều lệ của HTV Challenge Cup 2021 này thì với 5 bảng đấu, mỗi bảng sẽ chọn ra 2 người về đầu để vào bán kết. Tức là chúng ta sẽ có 10 vận động viên vào bán kết và ban chuyên môn sẽ tiếp tục tiến hành bốc thăm để phân danh sách hai lượt bán kết diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta đã chuẩn bị bước vào lượt thi ở bảng C. Sự nhắc lại là chúng ta sẽ có 5 vận động viên ở bảng C này. Vận động viên số 7 Trương Tấn Đạt, số 10 Vương Hải Đăng, số 12 Nguyễn Văn Nam, số 59 Nguyễn Thanh Tân và số 15 là Lê Minh Thuấn. Đường đua đã được dọn trống và các vận động viên đã xuất phát. Trong số các vận động viên này thì có vận động viên mang số đeo 10 Vương Hải Đăng, đồng thời cũng là một cascader và đã từng tham dự rất nhiều những bộ phim điện ảnh. Chúng ta cũng thấy rằng là đối với các thể loại mạo hiểm này thì họ vẫn luôn có được cái sự kiên trì và cái sự bền bỉ, gan dạ trong chính mỗi người để có thể tạo ra được những pha hành động đẹp mắt không khác gì những bộ phim điện ảnh mà chúng ta đang được theo dõi. Và lúc này người đang dẫn đầu là tay đua mang số đeo 7 Trương Tấn Đạt, tay đua đến từ đội Đồng Nai. Và Trương Tấn Đạt vào lúc này như chúng ta thấy đang tạo ra được một khoảng cách tương đối xa so với những người ở phía sau. Một khởi đầu rất tốt của Trương Tấn Đạt. Vừa rồi thì anh cũng đã vào cua rất ngọt và đang tiếp tục vượt qua những đoạn đường sóng trâu. Nhưng có vẻ Trương Tấn Đạt đang gặp khó khăn ở đoạn đường sóng trâu vừa rồi. Trương Tấn Đạt vào lúc này vẫn đang là người dẫn đầu. Đây là tay đua mang số đeo 7 Trương Tấn Đạt, người vẫn đang dẫn đầu. Và ở phía sau lưng anh có hai tay đua đang đuổi theo rất sát. Ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì trong đợt thi vòng loại thì các vận động viên sẽ phải chinh phục 3 hố sâu, nhưng đó là những hố khô. Còn buổi chiều nay thì khi bước vào vòng thi chung kết thì họ sẽ phải chinh phục thêm 2 hố nước nữa. Và đó sẽ là những thử thách cao hơn, khó khăn hơn rất nhiều so với đợt thi vòng loại sáng hôm nay. Như vậy lúc này là tay đua mang số đeo 15 Lê Minh Thuấn vừa rồi đã gặp một số trục trặc và cũng đã bắt đầu tiến hành lại phần thi của mình. Đây vẫn đang là tay đua dẫn đầu, tay đua mang số đeo 7 Trương Tấn Đạt. Như vậy là Trương Tấn Đạt đã hoàn thành vòng chạy đầu tiên để bước vào vòng thứ hai. Anh vẫn đang duy trì được khoảng cách tương đối tốt so với những người ở phía sau lưng mình. Trương Tấn Đạt là một vận động viên đến từ câu lạc bộ Đồng Nai. Và ở giải HTV Challenge Cup 2021 này thì bên cạnh những vận động viên tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng rất vui khi có được sự hiện diện của rất nhiều những câu lạc bộ đến từ những tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bình Phước. Đây là một đoạn so kè rất hay giữa hai vận động viên Nguyễn Thanh Tân và vận động viên Nguyễn Văn Nam. Ở phía sau có đến 4 vận động viên đang bám sát nhau và tạo nên một cuộc so kè rất quyết liệt. Tay đua mang số đeo 10 là Vương Hải Đăng đã rớt cả yên xe nhưng anh vẫn đang điều khiển chiếc xe của mình để lao lên phía trước. Trong khi Trương Tấn Đạt thì vẫn đang một mình chạy ở phía vị trí dẫn đầu. Và chúng ta thấy là sự cạnh tranh của 4 vận động viên phía sau cho vị trí thứ hai sẽ là cực kỳ hấp dẫn. Alo. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở vị trí thứ hai vận động viên Vương Hải Đăng. Anh đang cố gắng duy trì vị trí của mình cũng như là tìm mọi cách để tiếp cận được vận động viên đang đi đầu là vận động viên Trương Tấn Đạt. Đây là góc máy từ hướng chạy của vận động viên Hải Đăng. Đây chính là vận động viên số đeo 10 Vương Hải Đăng, người đang ở vị trí thứ hai. Như vậy là các vận động viên phía sau là vận động viên Nguyễn Thanh Tân và Lê Minh Thuấn đều đang gặp đôi chút khó khăn trong việc chinh phục thử thách này.
Tại đua màn xe 15 đang gặp khó khăn ở đoạn Sóc Trâu. Chúng ta có thể thấy hành động rất là fair play của vận động viên mang số 12. Anh đã hỗ trợ vận động viên phía trước khi mà đã không thể vượt qua được cái đoạn ống ngang của ban chuyên môn. Đây là một trong những thử thách đối với loại xe ATV, bởi vì chúng ta đã biết là ATV là xe hai cầu. Xe ATV là một loại xe hai cầu, vì sử dụng hai cầu nhuần nhuyễn như thế nào đối với các địa hình cũng như xe hình mà ban chuyên môn ở cuộc đua năm nay đưa ra là việc hết sức cần thiết. Và một hành động hết sức fair play của vận động viên mang số 12 đã hỗ trợ đồng đội của mình phía trước. Trong một môn chơi cá nhân nhưng vẫn có những khoảnh khắc mà chúng ta cần phải có sự đoàn kết để có thể chinh phục được. Và đó cũng sẽ là một điểm nhấn rất thú vị mà chúng ta chờ đợi ở thể loại ô tô off-road diễn ra vào cuối tuần sau, khi mà các đội chơi cũng sẽ phải chinh phục một bài thi được bắt cặp ngẫu nhiên, và họ sẽ phải có được sự đoàn kết để vượt qua những thử thách mà ban tổ chức mang đến. Bây giờ thì quay trở lại với vòng thi ở bảng C này, thì vận động viên Trương Tấn Đạt vẫn đang dẫn đầu. Được nhắc lại là sẽ chỉ có hai vận động viên về đầu là có thể ghi tên mình vào vòng bán kết mà thôi. Trương Tấn Đạt vẫn đang là người dẫn đầu, và dẫn đầu với một khoảng cách rất an toàn so với những người ở phía sau. Như vậy có thể nói chiếc vé còn lại ở bảng đấu này để đi tiếp vào vòng đấu bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh, và nó là cực kỳ quyết liệt giữa bốn người còn lại: Vương Hải Đăng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thanh Tân và Lê Minh Thuấn. Trong khi chúng ta đang thấy Trương Tấn Đạt đang vượt qua cái bùm cuối cùng để lao vào đích và hoàn thành vòng đua của mình để thành người dẫn đầu ở bảng B. Chứ là các bạn ở bảng C này. Bây giờ chúng ta sẽ chờ xem người thứ hai về đích ở bảng C này sẽ là vận động viên nào. Như vậy là vận động viên số đeo 10, vận động viên Vương Hải Đăng, một cascader chuyên nghiệp của chúng ta cũng đã về đích ở vị trí thứ hai. Về đích ở vị trí thứ ba là Nguyễn Thanh Tân. Như vậy là chúng ta đã xác định được hai cái tên sẽ góp mặt ở lượt thi bán kết là vận động viên số đeo 7 Trương Tấn Đạt và vận động viên số đeo 10 Vương Hải Đăng. Với kết quả này thì anh Thủy có nhận định như thế nào về phần thi vừa rồi của các vận động viên ở bảng C ạ? Trước khi bảng C diễn ra thì theo nhận định của Thủy cũng như là các anh em vận động viên thì cái tên Vương Hải Đăng là một cái tên đáng được lưu tâm nhất. Tuy nhiên có thể đây là một sự tính toán của Vương Hải Đăng. Với cái vòng bán kết chung kết vào chiều nay, anh đã chọn cho mình vị trí thứ hai. Việc đảm bảo vị trí thứ hai để có mặt ở vòng bán kết và chung kết chiều nay cũng là một cái điều chúng ta sẽ có được sự gây cấn ở vòng bán kết và sau đó là vòng chung kết. Bởi vì ở các bảng đấu thì vị trí nhất nhì hiện nay đều là những cái tên đã rất nhiều năm chơi ở các bộ môn địa hình, từ xe đạp, cào cào và đặc biệt với bộ môn mới là bộ môn ATV. Chúng ta đang được theo dõi lại màn so kè của các vận động viên tại bảng C. Và với sự xuất phát rất tốt của mình thì Trương Tấn Đạt tay lái màn số 7 đã vượt lên ngay từ đầu để dẫn đầu từ vòng đầu tiên cho đến khi về đích. Trong đó bốn tay lái ở phía sau đã tạo nên một cuộc cạnh tranh vô cùng hấp dẫn và quyết liệt. Để rồi cuối cùng thì tay lái màn số đeo 10 Vương Hải Đăng đã là người về đích ở vị trí thứ hai và giành chiếc vé còn lại ở bảng C này để lọt vào vòng đấu bán kết. Chúng ta đang thấy đây là thử thách rất khó khăn với đoạn ống ngang mà các vận động viên đã có những hành động rất fair play với nhau khi họ hỗ trợ nhau vượt qua đoạn thử thách đó.
của môn hô tô địa hình hạng bán chuyên đều đã rất sẵn sàng. Như các bạn đã thấy thì họ đã đứng ngay vạch xuất phát để chờ đến lúc mà được có hiệu lệnh xuất phát của trọng tài. Và lúc này thì anh cũng sẽ hỏi sơ một tí là không biết là anh đã nghiên cứu kỹ về cái đường đua này chưa ạ? Dạ, nói chung là nghiên cứu rồi chị. Theo anh thì điểm nào khó nhất? Em là điểm khó nhất là qua mấy cái gốc cây cuối cùng á. Cuối cùng chúng ta hãy chờ đợi xem mấy gốc cây cuối cùng thì anh Tuấn sẽ thể hiện thế nào nha. Còn đối với lại Quốc Sang, bạn nghĩ là với đường đua này thì chỗ nào sẽ là chỗ làm khó các tay lái? Mình nghĩ khu vực khó nhất sẽ là cổng dầu đá. Bạn đã chuẩn bị kỹ chưa? Mình cũng chuẩn bị kỹ rồi nhưng mà trước kỳ thi thì chưa thể nói và chưa được nhỏ tàu. Chắc là như vậy, trong bất kỳ cuộc thể thao nào thì cứ phải chờ đến khi mà về đích thì chúng ta mới biết được điều gì sẽ xảy ra. Và sẽ có rất nhiều bất ngờ, rất nhiều thú vị ở phần thi của xe mô tô địa hình hạng bán chuyên này. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với phần xuất phát của lượt thi bảng A xe mô tô địa hình hạng bán chuyên. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những chia sẻ từ phía các vận động viên sẽ tranh tài ở đợt chạy của bán A, nội dung dành cho xe mô tô hạng bán chuyên. Và lúc này thì các vận động viên đã xuất phát ở đợt chạy này, xin nhắc lại, ở bán A với 7 tay lái và họ sẽ lấy 4 vận động viên lọt vào vòng đấu bán kết. Ở vòng loại của hạng mục xe mô tô bán chuyên thì các vận động viên sẽ phải thi đấu 4 vòng tương đương với 6,4 km, tức là một vòng là 1,6 km. Và ở trước mặt họ sẽ là những thử thách đến từ những ụ bê tông, những ống cống đôi, rồi các lớp xe nằm, lớp xe đứng và cũng những đoạn bùm và những bãi đá. Rất nhiều những sa hình khác nhau đã được thiết kế để mang đến những thử thách cho các vận động viên ở nội dung này. Và chúng ta cũng thấy ngay ở đoạn thử thách với những chiếc lớp xe đứng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các tay lái. Những lớp xe đứng nhưng có độ cao khác nhau. Ở trên hình chúng ta lúc này là danh sách của các vận động viên tại bảng A nội dung xe mô tô địa hình hạng bán chuyên. Chúng tôi xin được nhắc lại, tham dự ở bảng A này sẽ gồm có các vận động viên Trần Vĩnh Phát của đội Happyland, Nguyễn Thế Việt của mô tô địa hình Hà Nội, Phùng Ngọc Sang của đội Rạch Chiếc, Cao Quốc Sang của đội mô tô địa hình Hà Nội, Lê Hoàng Anh Tuấn của đội Bình Phước, Huỳnh Tấn Phát của đội Riding Dirt Bike và một vận động viên nước ngoài là Eric Lai của đội TGIS. Đây là đoạn thử thách với những khối đá học đã được ban chuyên môn đặt ở dưới mặt đường và đang gây ra kẹt bánh xe cho các vận động viên. Và theo thông tin mà chúng tôi cập nhật được từ bộ phận trọng tài thì các vận động viên Trần Vĩnh Phát, Nguyễn Thế Việt và Cao Quốc Sang đang là những người dẫn đầu ở bảng A này. Tôi thấy là ngay ở bảng thi đầu tiên thì đã có những khó khăn dành cho các vận động viên. Và với sa hình thi đấu đã được ban tổ chức cùng với ban chuyên môn thiết kế cho chương trình năm nay thì anh Thủy có thể giải thích thêm về những chi tiết rất khó ở trên đường đua này được không ạ? Alo. Ở thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021, đây là lần thứ hai bộ môn cao hay còn gọi là motocross xuất hiện ở trên truyền hình Việt Nam. Đây là một trong những cái bộ môn mà có sức cuốn hút rất lớn trên thế giới ở các quốc gia xung quanh chúng ta. Và ở châu Âu thì bộ môn này nó có rất lâu đời. Tuy nhiên ở lần thứ hai này thì chúng ta cũng nhìn thấy là ban chuyên môn của HTV Cup đã rất cố gắng, nỗ lực để đưa ra những cái mô hình mới hơn, những cái sa hình nó mang tính quốc tế hơn để chúng ta có thể tiệm cận được một số giải đấu trong khu vực. Thì hy vọng thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 cũng là một trong những cái tiền đề để các vận động viên có thể mạnh dạn đăng ký thi đấu ở các giải khu vực. Thì ở vị trí đầu tiên đến từ câu lạc bộ Happyland, chúng ta dễ dàng nhìn thấy vận động viên Trần Vĩnh Phát. Tuy nhiên trên màn hình nhỏ chúng ta vừa thấy là anh vừa gọi trong kỹ thuật là người ta gọi là lố tay ga để mà chúng ta vấp phải cái địa hình ở bánh xe cao su. Đây là một trong những cái địa hình mà ở các giải quốc tế thì không chỉ là một
chướng ngại vật mà là liên tiếp những chướng ngại vật khác nhau. Tuy nhiên ban chuyên môn cũng đã cân nhắc rất kỹ khi mà đưa cái mô hình này vào trong cái đường đua năm nay, và đây là một trong những cái thử thách cũng tương đối là khó với vận động viên, bởi vì việc đứng trên xe, điều khiển xe, giữ thăng bằng và vượt qua một chướng ngại vật tương đối là cao, thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy là các vận động viên rất khó khăn để mà vượt qua được những địa hình như thế này. Vâng, như anh Thụy cũng đã chia sẻ thì cái địa hình, cái đoạn chướng ngại với những lớp xe đặt đứng, những cái lớp xe có chiều cao khác nhau như vậy đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các vận động viên. Cụ thể như tay đua dẫn đầu Trần Vĩnh Phát đã gặp khó khăn ngay ở đoạn đó. Vậy thì theo anh Thụy, đối với các vận động viên để vượt qua cái đoạn lớp xe đó, họ cần phải sử dụng những cái kỹ thuật như thế nào để có thể đưa xe vượt qua được ạ? Việc may mắn của các vận động viên khi tham gia cái thử thách địa hình HTV Challenge Cup là việc ban tổ chức cũng như ban chuyên môn đã hoàn thành đường đua rất sớm để các vận động viên tập luyện cũng như làm quen với các địa hình tương đối là mới, khó hơn ở năm 2020. Và đặc biệt là với những cái kỹ thuật của những anh em chơi địa hình lâu năm, thì với những cái chướng ngại vật như thế này thì chúng ta buộc phải đứng trên xe, quan sát từ sớm và sử dụng cái bồ côn ly hợp cũng như là việc sử dụng tay ga một cách hợp lý. Bởi vì chúng ta chỉ cần buông cái ly hợp sớm hơn hoặc trễ hơn, chúng ta sẽ dễ dàng bị ngã, hoặc là chúng ta gọi là cái từ anh em hay dùng với nhau là cắm đầu xuống đấy. Đó, trên bản nhỏ chúng ta vừa nhìn thấy là một vận động viên chỉ cần buông cơm sớm là chúng ta sẽ rất khó khăn trong cái việc vượt qua những cái chướng ngại vật. Và lúc này theo thông báo từ phía ban trọng tài thì người đang dẫn đầu là tay lái mang số đeo 17 Nguyễn Thái Việt đến từ đội mô tô địa hình Hà Nội. Còn ở trên mình chúng ta thấy Trần Vĩnh Phát, người dẫn đầu ở trong hai vòng đầu tiên, bây giờ đã tuột lại phía sau khá xa. Ở trong số các vận động viên thi đấu ở bảng A này thì vận động viên số đeo 12 Trần Vĩnh Phát là người đã tham dự HTV Challenge Cup mùa đầu tiên và cũng đã đứng ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Và rõ ràng là ở mùa giải năm nay thì anh vẫn đang tiếp tục cho thấy được phong độ ổn định khi đang có mặt ở trong top đầu. Như vậy là tay đua đầu tiên đã hoàn thành phần tranh tài của mình, là tay đua mang số đeo 17, tay đua Nguyễn Thế Việt của đội mô tô địa hình Hà Nội. Ở vị trí thứ hai là tay đua mang số đeo 19 Cao Quốc Sang, một thành viên khác của ekip mô tô địa hình Hà Nội. Và vị trí thứ ba là Lê Hoàng Anh Tuấn, tay đua mang số đeo 4 của đội Bình Phước. Như vậy chúng ta còn chờ thêm tay đua về đích ở vị trí thứ tư nữa. Lê Hoàng Anh Tuấn cũng là tay đua đã có được vị trí thứ tư chung cuộc ở mùa giải năm ngoái. Như vậy là 4 vận động viên đã về đích đầu tiên ở bảng A nội dung mô tô địa hình hạng bán chuyên, là vận động viên số đeo 17 Nguyễn Thế Việt, đứng thứ hai là vận động viên số 4 Lê Hoàng Anh Tuấn, thứ ba là vận động viên số 19 Cao Quốc Sang, và thứ tư là vận động viên Trần Vĩnh Phát mang số đeo 12 đến từ đội Happyland. Ở vòng loại bảng A mô tô cầu cầu hạng bán chuyên thì chúng ta cũng dễ dàng có một cái sự hết sức bất ngờ đến với từ câu lạc bộ mô tô địa hình Hà Nội. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ tham gia một cái giải đấu chuyên nghiệp, và có lẽ như họ đã nghiên cứu rất kỹ cái Challenge Cup 2020, và ở 2021 này họ mạnh dạn đăng ký và dễ dàng chiếm được vị trí thứ nhất, thứ hai ở vòng loại. Và với hai cái tên tiếp theo vẫn là hai cái tên rất là quen thuộc với các giải mô tô địa hình, đó là vận động viên Lê Hoàng Anh Tuấn và vận động viên Trần Vĩnh Phát. Hai vận động viên đã từng xếp vị trí thứ ba và thứ tư ở Challenge Cup 2020. Ở mỗi lượt vòng loại của mô tô địa hình hạng bán chuyên này, chúng ta sẽ lấy tổng cộng là 8 vận động viên ở hai bảng A và B và 8 vận động viên ở hai bảng C và D. Như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem những cái tên tiếp theo ở bảng B chuẩn bị thi đấu để chọn ra 4 cái tên cùng với 4 vận động viên ở bảng A để đi tiếp vào vòng bán kết. Và ở trong danh sách thi đấu của bảng B có thêm một tay đua đến từ đội mô tô địa hình Hà Nội nữa. Đó là tay đua mang số đeo 18 Chu Văn Hải. Trong 4 tay đua đã giành được vé lọt vào vòng đấu bán kết
của bảng A thì đã có đến hai thành viên của đội Mô tô Điện Hà Nội phải chờ xem tay đua thứ ba của họ ở bảng B này có tiếp tục cùng với những đồng đội của mình để đi tiếp vào vòng đấu bán kết hay không. Còn một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại lộ trình của nội dung mô tô cào cào tại HRV Challenge Cup năm 2021 này với những thử thách mà chương trình đã mang đến cho các vận động viên. Có thể thấy những thử thách đã mang đến nhiều khó khăn nhất cho các tay lái chính là đoạn lốp xe đứng và đoạn đường đá hộc. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với lượt thi đấu ở bảng B với các vận động viên Chu Văn Hải số đeo 18, Trần Hưng Thịnh số đeo 25, Nguyễn Ngọc Quý số đeo 16, Đỗ Xuân Tiệp số đeo 9, Hà Quang Hải số đeo 3, Nguyễn Công Hiệp số đeo 14 và Hà Minh Tú số đeo 28. Đường đua đã sẵn sàng và tất cả đã xuất phát. Xin được nhắc lại là ở bảng B này có 7 vận động viên và sẽ chọn ra 4 vận động viên có thành tích tốt nhất để vào lượt thi bán kết. Ở đoạn ủ bê tông đầu tiên thì các vận động viên đã vượt qua tương đối dễ dàng. Việc được chứng kiến các vận động viên ở bảng A thi đấu cũng là một điều kiện tốt để cho họ có được những kinh nghiệm của mình để xem cách mà các vận động viên ở bảng A vượt qua những thử thách như thế nào. Và đối với môn mô tô địa hình này thì việc thi đấu ở thứ tự sâu như vậy thì nó sẽ mang đến những lợi thế cũng như những bất lợi gì cho các vận động viên trên thuyền. Chúng ta nhìn thấy ở kỹ thuật xuất phát thì việc các vận động viên không sẵn sàng vị trí ở trên xe mà xuất phát ở một vị trí cách xa xe, đây là một trong những sự công bằng mà ở các giải lớn trên thế giới đều áp dụng để tránh vận động viên chúng ta ép côn nhồi ga trước khi xuất phát và mang đến sự đồng đều trong sự xuất phát. Tuy nhiên ở mỗi loại xe khác nhau chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy là cái việc khởi động xe nó như thế nào, việc vận hành một cái xe ở lúc bắt đầu trước khi chúng ta đạt được cái gia tốc mong muốn như thế nào thì đó là một vấn đề. Và với bộ môn địa hình thì cào cào cũng là một trong những cái xử lý rất là gọi là dễ thì không thể dễ, nhưng mà với việc tập luyện thường xuyên của các vận động viên hiện nay thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy là việc xuất phát đã trở nên rất là thân thuộc, họ nhanh chóng lên xe và xuất phát. Vừa rồi thì vận động viên số đeo 18 Chu Văn Hải đến từ câu lạc bộ mô tô địa hình Hà Nội là người đã có khởi đầu tốt nhất và hiện đang dẫn đầu đoàn đua. Vẫn đang có những khó khăn nhất định đối với các vận động viên ở phía sau. Lúc này thì tay đua mang số đeo 18 Chu Văn Hải vẫn đang là người dẫn đầu. Ở vị trí thứ hai là tay đua mang số đeo 14 là Nguyễn Công Hiệp của đội Hype Moto. Ở trong bảng B chúng ta dễ dàng nhìn thấy một cái tên khá quen thuộc trong giới cào cào, đó là vận động viên Hà Minh Tú. Vận động viên Hà Minh Tú đến từ câu lạc bộ Vườn Xoài. Đang ở hai vị trí thứ ba và thứ tư lúc này là vận động viên Đỗ Xuân Tiệp của Happyland và Hà Quang Hải của câu lạc bộ Bình Phước. Tuy nhiên khoảng cách giữa các vận động viên ở bảng B này là chưa quá lớn. Lúc này thì Chu Văn Hải, tay đua của đội Moto Điện Hà Nội đã hoàn thành vòng đua thứ hai và bước vào vòng đua thứ ba. Tay đua đang đứng ngay phía sau của Chu Văn Hải là tay đua số 16, Nguyễn Ngọc Quý. Với địa hình này thì khi các vận động viên đi trước đã vượt qua những chướng ngại vật thì nó có bào mòn đi cái phần xa hình và giúp cho các vận động viên đi sau có được cái lợi thế tốt hơn so với các vận động viên đi trước hay không mà. Thực tế ở bộ môn địa hình, ở xe hơi, xe ATV, xe cào cào cũng như xe đạp thì việc vận động viên đi trước là được lợi thế nhiều nhất. Đối với các vận động viên ở phía sau thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy là xa hình đã bắt đầu thay đổi. Việc thay đổi này hoàn toàn bất lợi nếu như chúng ta chọn không đúng vị trí đặt bệ bánh xe, cũng như là chúng ta chọn được cách chúng ta buông côn và
vô ga như thế nào nó hợp lý ở những cái địa hình như thế này. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là với các sân này khi mà ở sau hai lượt đấu là bắt đầu thay đổi khá nhiều. May mắn là ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, đã không mưa, đó là một điều thuận lợi cho các vận động viên. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ thấy bất lợi ở chỗ là vận động viên đi trước đã bắt đầu xoáy tất cả các địa hình để cho các vận động viên sau. Nếu chúng ta không đặt bánh xe ở vị trí khác, chúng ta sẽ dễ dàng bị xa lầy. Vâng, đúng là với một địa hình nhưng việc thi đấu ở theo các thứ tự khác nhau cũng sẽ đòi hỏi các vận động viên phải cần có những tính toán phù hợp để làm sao có thể chinh phục được những thử thách mà mình phải đối mặt. Những lớp xe đứng lúc này thì đã bắt đầu trở nên quen thuộc hơn, nhưng vẫn có những khó khăn đối với vận động viên của màn số đeo 18 Chu Văn Hải vừa rồi. Ngay cả đoạn đường đá học cũng đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các vận động viên. Dù rằng họ đã có đủ thời gian để quan sát những người thi trước đó và cũng đã được tự mình trải nghiệm ở những vòng thi trước đó. Xe đua mang số đeo 14 Nguyễn Công Hiệp đang bị kẹt ở đoạn đường đá học đó. Lúc này dẫn đầu vẫn đang là xe đua mang số đeo 18 Chu Văn Hải của đội mô tô địa hình Hà Nội. Và ở vị trí thứ hai là xe đua mang số đeo 9 Đỗ Xuân Tiệp của đội Happyland. Vận động viên số 16 Nguyễn Ngọc Quý cũng vừa hoàn thành xong vòng đua thứ 3 của mình. Như vậy là lúc này thì tay đua mang xe đeo 18 Chu Văn Hải của đội mô tô địa hình Hà Nội đã là người về đích đầu tiên ở bảng C này, xin lỗi các bạn, bảng B này. Anh đã giành được chiếc vé để lọt tiếp vào vòng đấu bán kết. Chúng ta chờ xem ba tay đua tiếp theo giành được vé đi tiếp vào bán kết là ai. Tay đua mang xe đeo 16 Nguyễn Ngọc Quý của Margaret Motorcycle đang gặp rất nhiều khó khăn ở trong những thử thách đã qua. Như vậy tay đua đã vào đích thứ nhì ở bảng B là tay đua mang số đeo 9 Đỗ Xuân Tiệp của Happyland. Tay đua đã vừa qua đích là tay đua mang số đeo 3 Hà Quang Hải của đội Bình Phước. Chúng ta trông chờ ở vị trí thứ tư. Chúng ta đón xem vận động viên nào sẽ về vị trí thứ tư để giành quyền vào vòng bán kết chiều hôm nay. Như chúng tôi nhận định ban đầu, chúng tôi vẫn đang trông chờ cái tên là Hà Minh Tú mang số đeo 28 đến từ câu lạc bộ Vườn Xoài, một trong những câu lạc bộ có những cái sa hình tập luyện cũng như thi đấu bộ môn mô tô cầu cầu. Như vậy là ở bảng B này thì đã xác định được 4 cái tên về đầu. Đó là tay đua mang số đeo 18 Chu Văn Hải của đội mô tô địa hình Hà Nội. Ở vị trí thứ hai là tay đua Đỗ Xuân Tiệp mang số đeo 9 của Happyland. Ở vị trí thứ ba Hà Quang Hải, tay đua mang số đeo 3 của đội Bình Phước. Và ở vị trí thứ tư là tay đua mang số đeo 16 Nguyễn Ngọc Quý của Margaret Motorcycle. Như vậy tay đua mà anh Thụy đã đánh giá rất cao trước khi bước vào đợt chạy vòng loại bảng B này, tay đua Hà Minh Tú của đội Vương Xoài đã không thể giành được một vé
để đi tiếp vào vòng đấu bán kết theo anh đây có phải là một cái bất ngờ rất là thú vị với cuộc tranh tài của các vận động viên ở bảng B này không ạ? Rõ ràng đó là một sự bất ngờ lớn bởi vì vận động viên Hà Minh Tú là vận động viên tập luyện khá nhiều với bộ môn cào cào tại câu lạc bộ Vườn Xoài. Tuy nhiên là ở vòng 2 chúng ta vừa nhìn trên màn ảnh nhỏ chúng ta nhìn thấy là một sự va chạm nhỏ của vận động viên Hà Minh Tú với vận động viên Nguyễn Ngọc Quý mang số 16. Có thể anh Hà Minh Tú đã bỏ cuộc ở trước đó. Vậy thì chiều nay ở lượt trận bán kết đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy 8 vận động viên ở hai bảng đấu sơ loại bảng A và bảng B. Đây là một cuộc so tài khá gay cấn bởi vì 8 vận động viên này đều khá biết nhau và họ sẽ cân nhắc cũng như là phân phối sức lực cũng như là kỹ thuật để vượt qua cái vòng bán kết chiều nay. Vâng, thưa quý vị, lúc này Hạnh Dung đang đứng cạnh hai người về nhất. Vâng, xin lượt nhắc lại là Hạnh Dung đang đứng cạnh hai vận động viên về nhất của hai bảng A và B của hạng xe mô tô địa hình bán chuyên. Đây là người về nhất của bảng A, đó là Nguyễn Thế Việt. Vâng, và đây là người vua mới về nhất xong vẫn còn đang thở hổn hển, đó chính là Trương Văn Hải. Chắc là hỏi Hải trước đi, Hải đang có rất là nhiều cảm xúc thì cảm giác của mình lúc này khi mà vượt qua rất là nhiều bài thi, những cái điểm khó của bài thi này thì Hải nhận định như thế nào về phần thi của mình cũng như là các đối thủ? Mọi người chạy đều tốt ạ. Tất cả mọi người chạy đều tốt trong vòng thi này. Nhưng mà Hải là người tốt nhất. Em vẫn còn rất kém và đã ngã một vài lần. Ngã chỗ nào Hải ha? Em có ngã ở đoạn cây đan chéo. Cây đan chéo. Như vậy thì là Hải sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho cái lượt thi bán kết vào chiều nay ha. Còn đối với là việc phần thi của bạn vừa rồi như thế nào? Nói chung là mình cũng khá hài lòng. Nhưng mà trong cái bài thi vừa rồi á, lại vậy thì cái bài thi đó vừa rồi á, thì theo Việt đó là bài thi nào, là chỗ nào là khó nhất đối với Việt? Khi mà anh em đã chạy thì tất cả mọi chỗ đều phải cẩn thận, chỗ nào cũng sẽ có thể xảy ra vấn đề, cho nên là chỗ nào cũng khó. Như vậy thì trong cái phần thi chờ bán kết vào chiều nay á, thì các tay lái sẽ cần phải chú ý điều gì hả Việt hả? Anh em cứ chạy tự tin và chậm theo cái nhịp sức của mình, kiểm soát cái tay lái của mình thật tốt. Và như vậy là trong phần thi chiều nay thì là Hải và Việt sẽ là đối thủ của nhau. Vì hai bạn cùng bảng là sẽ cùng vào lượt thi bán kết. Cho nên là mình có một cái lời thách đấu nào dành cho nhau trong chiều nay không? Hai anh em ruột gì ạ? Hai anh em ruột? Không hề ruột. Những quý vị, đây là Trương Văn Hải, đây là Nguyễn Thế Việt. Nhưng mà có lẽ là trong một đại gia đình mô tô cào cào thì mọi người rất là thân thiết với nhau. Thì cũng là những đối thủ và chúng ta hãy chờ đợi xem vào chiều ngày hôm nay Hải và Việt sẽ thi đấu như thế nào cùng với là các tay lái khác. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng quay trở lại với bàn bình luận viên. Và một lần nữa chúc mừng cho Hải và Việt với phần thi rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa một lần nữa theo dõi lại lộ trình tranh tài của các vận động viên nội dung xe đạp địa hình. Sau phần tranh tài của các vận động viên ở bảng A và B của nội dung xe mô tô địa hình, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần so tài của các tay lái trẻ nội dung xe đạp địa hình. Như vậy lúc này thì các vận động viên đã xuất phát ở nội dung xe đạp địa hình
Lứa tuổi nam trẻ thì theo danh sách đăng ký có tổng cộng là 37 vận động viên. Nhưng khi bước vào xuất phát thì chỉ có 36 tay đua góp mặt. Và các vận động viên sẽ thi đấu 6 vòng. Ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã được chứng kiến vòng loại hạng mục nam lão tướng, một phần thi rất hấp dẫn, và đã chứng kiến các vận động viên thi đấu với nhau và chọn ra được 12 người lọt vào vòng chung kết diễn ra vào buổi chiều. Bây giờ thì cuộc cạnh tranh sẽ thậm chí còn căng thẳng hơn, quyết liệt hơn khi có đến 36 vận động viên ở hạng mục nam trẻ sẽ thi đấu. Ở hạng mục nam trẻ này thì 36 người sẽ tham gia thi đấu vòng loại 6 vòng và chọn ra 25 người để tham gia vòng chung kết. Ở các vận động viên, danh sách vận động viên thi đấu HTV Challenge Cup 2021 nội dung sạp địa hình năm nay thì có một cái tên đáng chú ý, đó là vận động viên Vòng Như Hòa, mang số đeo 1. Đó cũng chính là người đã giành ngôi Á quân ở mùa giải năm ngoái, mùa giải đầu tiên của HTV Challenge Cup 2020. Vừa rồi chúng ta thấy một vận động viên ở nhóm phía sau đã gặp phải khó khăn ngay khi vừa vào thử thách ở tấm ván nổi này. Đó là vận động viên số đeo 29, vận động viên Phạm Nguyễn Như Minh. Vậy là chúng ta cũng thấy là ở hạng mục nam trẻ này thì một lần nữa những tấm ván nổi, những tấm ballet đã được thiết kế ở xa hình năm nay lại tiếp tục gây ra những khó khăn rất lớn cho các vận động viên. Ngoại trừ Vòng Như Hòa, người đã vượt qua tương đối dễ dàng và đang dẫn đầu, thì nhóm vận động viên phía sau đều đang gặp đôi chút khó khăn. Rồi chúng ta có thể chú ý đến một chi tiết, đó là ở ngay vòng đầu tiên này thì các vận động viên vẫn còn đang đi với nhau thành một tốp đông. Và vì vậy mà ở khu vực thử thách ván nổi này, họ không tạo ra đủ tốc độ để có thể vượt qua được đoạn ván nổi một cách an toàn. Và vì vậy mà chúng ta đang được thấy rất nhiều vận động viên chọn cách là xuống xe để dẫn chiếc xe của mình qua khỏi đoạn ván nổi rồi sau đó mới lên xe đạp tiếp. Như chúng ta đã nhận định từ ngày ban đầu thì cái tên Vòng Như Hòa ở mùa trước thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2020 ở lượt thi đấu cuối cùng, ở vòng cuối cùng, Vòng Như Hòa đã vấp ngã ở cái bum để vượt mức chức vô địch về tay Bùi Minh Nghĩa, một vận động viên cùng câu lạc bộ với anh. Tuy nhiên ở thi đấu thứ hai năm nay Challenge Cup 2021, ở ngay những vòng đầu tiên chúng ta dễ dàng nhìn thấy Vòng Như Hòa đã tách tốp và bước đi khá xa so với tốp thứ hai. Và cũng như nhận định ở lượt thi đấu MTB Lão Tướng thì chúng ta đã dễ dàng nhìn thấy đây là một trong những xa hình khó khăn đối với bộ môn MTB ở Challenge Cup 2021 lần này. Vì ở vòng này chúng ta đã thấy rằng tất cả các tấm ván trượt đều đã ngấm nước và sinh từ dưới ruộng, cho nên là việc các vận động viên té ở xa hình này cũng là điều dễ thấy. Ở trên màn hình quý vị vừa rồi là kết quả của hạng mục Lão Tướng với 12 cái tên sẽ bước vào vòng chung kết diễn ra vào buổi chiều hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được thông tin là buổi chiều ngày hôm nay sẽ tiếp tục diễn ra các loại hình thi đấu của giải đua xe đạp địa hình, mô tô địa hình và ATV tại thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 và được truyền hình trực tiếp từ lúc 13 giờ trên kênh HTV Thể thao và các hạ tầng của mạng xã hội của HTV.
Đây là vòng Như Hòa, vận động viên vừa vượt qua được 5 đoạn bùm trước khi về đích. Đây chính là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên có lẽ là lúc này thì anh chỉ đang ở vị trí thứ hai và phía trước vòng Như Hòa vẫn có một vận động viên đang đi trước. Có lẽ đó là vận động viên Shell 32 Nguyễn Thành Phương. Đây là đoạn đường dài khoảng 200m trước khi các vận động viên bước vào bài thi thứ nhất của sa hình xe đạp MTB, đó là bài thi ván nổi. Ngày hôm nay thì với điều kiện thời tiết mặt đường khá khô ráo cũng đang mang đến những thử thách tương đối thuận lợi dành cho các vận động viên ở đoạn đường này. Đây là vận động viên số 32 Nguyễn Thành Phương. Vậy là Nguyễn Thành Phương mới đang là người dẫn đầu ở nội dung nam trẻ vào lúc này. Nguyễn Thành Phương đang vượt qua những tấm ván nổi một cách dễ dàng. Rõ ràng là sau phần thi của các vận động viên ở hạng mục lão tướng thì những tấm ván đã bị lún khá sâu và phần nước cũng đã dâng lên nhiều. Điều này sẽ khiến cho các vận động viên gặp khó khăn hơn trong việc tính toán, việc đặt bánh và giữ gia tốc để vượt qua được thử thách đó. Đây là vận động viên đang đứng ở vị trí thứ hai vòng Như Hòa, người mà chúng tôi đã thông tin chính là người giành được ngôi Á quân ở mùa giải năm ngoái. Và trên thực tế thì anh hoàn toàn có khả năng giành được ngôi quán quân, nhưng một sự cố rất đáng tiếc ở ngày bùm cuối cùng trước khi về đích đã khiến anh đánh mất vị trí vô địch. Và rõ ràng đây là mùa giải mà vòng Như Hòa sẽ rất quyết tâm để có thể đứng được trên bục cao nhất của HTV Challenge Cup. Tuy nhiên một hiện tượng vẫn đang rất thú vị đến từ Nguyễn Thành Phương. Tay đua mang số đeo 32 sinh năm 1985. Vừa rồi là sự xuất hiện của một tay đua mang số đeo 37 Nguyễn Minh Quân, một vận động viên cũng vẫn còn khá trẻ tại HTV Challenge Cup năm nay, sinh năm 2007. Ta cũng thấy rằng là môn chơi địa hình cũng đã thu hút được rất nhiều những bạn trẻ đến để tham dự và trải nghiệm theo một loại hình mới. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã được thấy tay đua vòng Như Hòa, người đang đứng ở vị trí thứ hai. Đây là góc máy của vòng Như Hòa. Còn đây là các vận động viên ở phía sau khi họ tiến vào đoạn thử thách với những tấm bán nổi. Và vẫn đang có những cái tay đua quyết định vác xe qua đoạn đường ván nổi này. Như vậy là tất cả các vận động viên ở hạng mục nam trẻ đã hoàn tất vòng đua đầu tiên. Và tất cả cũng đang thi đấu vòng đua thứ hai. Tuy nhiên lúc này thì đã bắt đầu có sự phân hóa của nhóm 36 vận động viên này. Một lần nữa chúng ta lại thấy ở khu vực ván nổi này liên tiếp những tình huống té ngã của các vận động viên. Đây là vận động viên số đeo 15 Quách Hoàng Thắng, vận động viên trẻ khác sinh năm 2005. Đây là Đinh Ngọc Trung, vận viên số 26. Xin được nhắc lại là 36 vận động viên tham dự vòng loại sẽ chọn ra 25 vận động viên ghi tên mình vào vòng chung kết. Và trên hình chúng ta đây là người đang dẫn đầu tay đua mang số đeo 32 Nguyễn Thành Phương. Nguyễn Thành Phương đã hoàn thành vòng thứ hai và còn lại 4 vòng đua nữa ở phía trước. Ở sau lưng Nguyễn Thành Phương thì tay đua vòng Như Hòa đang đuổi theo rất nhanh. Vòng Như Hòa vào lúc này chỉ kém tay đua dẫn đầu Nguyễn Thành Phương tầm dưới 30 giây. Và vòng Như Hòa cũng đang bắt đầu bước vào vòng thứ 3.
Khoảng cách của hai vận động viên đi đầu là Nguyễn Thành Phương và Vòng Như Hòa hiện tại đang là 15 giây, một khoảng cách không quá lớn. Tuy nhiên hai vị trí này thì cũng đều đảm bảo cho các vận động viên sẽ ghi tên mình vào vòng chung kết, và họ cũng sẽ cần phải có những tính toán, những sự phân phối sức hợp lý cho buổi thi vào buổi chiều. Rõ ràng là với một người đã có kinh nghiệm thi đấu một năm tại HTV Challenge Cup như Vòng Như Hòa, đó cũng sẽ là lợi thế để anh có được sự phân phối sức một cách hợp lý nhất. Và đặc biệt là bài học kinh nghiệm từ khoảnh khắc té ngã ở đoạn cuối ở mùa giải năm ngoái. Quý vị và các bạn thân mến, ở đây thì chương trình tường thuật các nội dung tranh tài của HTV Challenge Cup năm 2021 chúng tôi ở trên kênh HTV9 xin được kết thúc. Nhưng quý vị bây giờ có thể chuyển sang kênh HTV Thể thao cùng với các hạ tầng xã hội của Đài Truyền hình TP.HCM như trang Facebook HTV Thể thao, kênh YouTube HTV Sport và ứng dụng HTVC để theo dõi tiếp những phần tranh tài của các vận động viên ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với phần truyền hình trực tiếp các nội dung bán kết và chung kết của nội dung xe đạp địa hình dành cho lứa tuổi nam trẻ và lứa tuổi nam lão tướng, rồi nội dung xe mô tô địa hình và nội dung xe mô tô 4 bánh ATV sẽ được truyền hình trực tiếp ở trên kênh HTV9 và kênh HTV Thể thao bắt đầu từ lúc 13 giờ. Xin được cảm ơn Linh Hanh Việt Nam đã cùng đồng hành với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến ở nội dung xe đạp địa hình lứa tuổi nam trẻ. Và đây đang là vòng tranh tài thứ 3 của các vận động viên. Và bên cạnh việc theo dõi các màn thi đấu của các vận động viên thì quý vị khán giả cũng có thể đồng hành cùng với thử thách địa hình HTV Challenge Cup bằng cách tham gia các mini game trên Facebook HTV Thể thao. Và chúng tôi cũng có rất nhiều những phần quà thú vị dành tặng cho quý vị khán giả, đó là những chiếc nón bảo hiểm, những bình nước giữ nhiệt hoặc những ly sứ có logo và thương hiệu của chương trình. Bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục đến với những diễn biến thi đấu ở hạng mục xe đạp MTB ở nội dung nam trẻ. Và các vận động viên cũng đã hoàn thành được hai vòng thi và bắt đầu bước vào vòng thi thứ 3. Chúng ta một lần nữa lại đang đến với những góc quay từ máy quay gắn ở trên xe của tay đua Vòng Như Hoa. Người vào lúc này đang ở vị trí thứ 2. Nguyễn Thành Phương vẫn đang là người dẫn đầu. Và Nguyễn Thành Phương đã vừa vượt qua đoạn đường zig zag. Thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 được tổ chức tại phim trường HTV xã Phú Hòa, huyện Củ Chi thì chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy là với một điều kiện thuận lợi về phim trường, về địa điểm, về các loại mô hình và được sự tận tình của ban chuyên môn thì giải đấu năm nay hoàn toàn hấp dẫn với các vận động viên kể cả lão tướng cũng như là các vận động viên nam trẻ. Và đây là những cái thử thách mà lần đầu tiên ban chuyên môn mạnh dạn đưa vào cuộc đua năm nay. Và để làm đây là một những cái tiền đề mà chúng ta có thể sàng lọc những vận động viên có trình độ cao hơn để chúng ta có thể thi đấu ở những giải khu vực mang tính phong trào. Vâng, và đúng như những gì mà anh Thụy vừa chia sẻ thì đối với các vận động viên thi đấu ở hai hạng mục xe mô tô địa hình và xe ATV thì nếu như họ giành được những thành tích cao ở hạng mục bán chuyên thì cũng đều sẽ được đôn lên hạng chuyên nghiệp ở mùa giải tiếp theo. Và bên cạnh đó thì để lại những vị trí đó cho các vận động viên phong trào khác được tiếp tục thi đấu. Và với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng của các vận động viên Việt Nam, cũng như là lan tỏa được cái môn chơi này đến với càng nhiều người hơn càng tốt. Vừa rồi thì chúng ta lại thấy một lần nữa là
Thử thách đến từ những tấm ván nổi đã gây ra khó khăn cho vận động viên số đeo 27 là Đoàn Trung Hiếu. Và cuối cùng thì anh đã quyết định chọn một phương án an toàn là dắt bộ chiếc xe. Ở lúc đầu lúc này thì đây là vận động viên Vòng Như Hòa. Góc quay từ chúng ta nhìn thấy từ vận động viên này, anh vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai sau vận động viên số đeo 32 Nguyễn Thành Phương. Đã có nhiều vận động viên chinh phục được 3 vòng thi và bước vào vòng thi thứ 4. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy người vừa về đích ở vòng 3 với chiếc xe màu xanh chuối khá nổi và đẹp. Đó là vận động viên Đặng Quốc Tuấn, người đã về thứ 4 ở thử thách điện HTV Challenge Cup 2020. Tuy nhiên, suốt 3 vòng đấu vừa qua chúng ta ít được nhìn thấy anh. Chắc có lẽ là do một phần anh vừa gặp chấn thương ở các bộ môn mà bao môn phối hợp bơi đạp chạy. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi cuộc cạnh tranh hết sức hấp dẫn ở hạng mục xe đạp địa hình MTB của nam trẻ. Và bên cạnh anh đây là anh Đặng Đức Hoàng, là cố vấn chuyên môn của xe đạp địa hình MTB. Anh Hoàng thân mến, buổi sáng ngày hôm nay khi mà các vận động viên nam trẻ thi đấu đang hết sức là hấp dẫn, thì chúng ta cũng đã theo dõi hạng mục lão tướng thì cũng đã thi đấu rất là tốt, không kém về các nam trẻ. Vậy thì anh, đầu tiên anh có thể nhận định về chất lượng chuyên môn của các vận động viên xe đạp địa hình MTB lão tướng không ạ? Về chất lượng chuyên môn của các lão tướng thì mình thấy khá là cao. Tại vì nếu mà so với các bạn nam trẻ thì có phần nhỉnh hơn các bạn nam trẻ. Tại vì các vận động viên lão tướng cái tuổi họ đã ngoài tứ tuần rồi, mà cái độ sung mãn và cái nhiệt huyết và cái lực đạp của họ trong cái giải năm nay thì mình thấy rất là cao. Dạ vâng, và đó là những vận động viên lão tướng. Còn hiện tại những vận động viên nam trẻ đang thi đấu, 37 vận động viên mà chúng ta chỉ sẽ có 25 người đi vào vòng chung kết thôi. Thì anh thấy là các vận động viên nam trẻ thi đấu có tốt như là các vận động viên lão tướng không ạ? Các vận động viên nam trẻ thì họ thi đấu, họ cháy dữ lắm, họ cháy hết mình. Thì tất cả vận động viên nam trẻ hầu như là 10 người thì hết 9 người cái lửa trong họ rất là cao. Thành ra họ đạp hết với tất cả những cái gì mà họ dành cho cuộc đua năm nay. Dạ, và rõ ràng chúng ta cũng đang thấy được là các vận động viên nam trẻ đang rất là cháy. Và cuối cùng một câu hỏi nữa mà anh cũng muốn anh Hoàng chia sẻ, đó là về cái cung đường của xe đạp MTB năm nay, nó có những cái điểm gì khác biệt, và với cung đường này thì theo anh thì các vận động viên cả lão tướng cả nam trẻ chúng ta cần phải lưu ý những điểm gì ạ? Cái bài đua năm nay thì nó gồm có 5 bài, thì tổng hợp cả nam trẻ, lão tướng và nữ thì cần đòi hỏi cái kỹ năng và cái sự khéo léo và cái bình tĩnh. Tại vì trong những cuộc đua như thế này, cái yếu tố bình tĩnh thì thi đấu với một cái đầu nó nguội thì vận động viên nó sẽ may mắn hơn, gọi là nó là may mắn. Dạ, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Và thưa quý vị, như là anh Hoàng, cố vấn chuyên môn xe đạp MTB cũng đã chia sẻ, các vận động viên của chúng ta hãy thi đấu với một cái đầu lạnh thật sự, hết sức bình tĩnh để có thể chinh phục những cung đường của HTV Challenge Cup năm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cổ vũ cho các vận động viên nam trẻ ở xe đạp địa hình MTB quý vị nhé. Chúng ta cùng quay lại với những diễn biến ở trên đường đua của hạng mục xe đạp địa hình, nội dung dành cho các vận động viên nam trẻ. Đây là vòng thi thứ 4 và ở đoạn đường ván nổi. Đây là bài thi đầu tiên trong số 5 bài thi mà các vận động viên xe đạp địa hình phải chinh phục. Sau đoạn ván nổi này thì họ sẽ vượt qua hai bãi sinh lầy khoảng 70m. Sau đó là đoạn xích xác qua 5 ụ mối, qua 5 đảo. Thử thách thứ 4 đó là một bùm cao. Rồi sau đó sẽ là thử thách cuối cùng là 5 bùm nhỏ liên tiếp trước khi về đích. Lúc này thì trong số 5 thử thách mà môn xe đạp địa hình mang ra ở trong sa hình này thì thử thách khó nhất vẫn đang là những tấm ván nổi ballet đầu tiên. Như vậy là theo thông tin chúng tôi cập nhật được từ bộ phận trọng tài thì đến lúc này vận động viên mang số đeo 1 Vòng Như Hòa đã vượt qua được vận động viên số đeo 32 Nguyễn Thành Phương. Sự quyết tâm rất lớn đến từ Vòng Như Hòa ngay ở đợt thi vòng loại này.
Vậy đối với hai đua vòng Như Hòa và Nguyễn Thành Phương vào lúc này thì họ đang thi đấu ở vòng đua thứ tư. Và như chúng ta đang thấy trên màn hình vòng này, đây là người đang dẫn đầu tại đua vòng Như Hòa, đua mang số đèo 1. Đối với vòng Như Hòa thì anh còn lại 2 vòng nữa ở phía trước. Như chúng tôi nhận định từ ban đầu thì rõ ràng cái tên vòng Như Hòa là một đối thủ khá nặng ký ở cuộc thi thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 lần này. Bởi vì chúng ta cũng dễ dàng nhớ lại ở mùa giải trước, ở những mét cuối cùng, vòng Như Hòa đã để vụt mất chiếc cúp vô địch về tay vận động viên Bùi Minh Nghĩa bởi vì anh đã ngã ở trên cái bùm cuối cùng. Đây cũng là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên là với sự xuất hiện lần này ở giải năm 2021 thì hy vọng vòng Như Hòa sẽ lấy cái đó là một bài học kinh nghiệm rất lớn cho mình để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của giải HTV Challenge Cup 2021. Thưa anh Thủy, như chúng ta cũng đã chia sẻ thì các vận động viên 36 vận động viên thi đấu ở cái đợt chạy vòng loại này thì sẽ có đến hơn 20 tay đua giành được quyền lọt vào vòng đấu chung kết. Nhưng chúng ta cũng thấy tay đua vòng Như Hòa đang rất quyết tâm khi mà đã cố gắng đuổi theo và vượt qua Nguyễn Thành Phương để vươn lên vị trí dẫn đầu. Thì theo anh đó có phải là một cái cách để tay đua vòng Như Hòa khẳng định đối với các tay đua còn lại ở cái nội dung này rằng anh đã rất là quyết tâm để tranh chấp cho cái này vô địch ở mùa giải hôm nay không anh Thủy? Việc vòng Như Hòa quyết tâm đeo bám Nguyễn Thành Phương ở suốt 3 vòng vừa rồi, đây là một điều chứng tỏ về sức mạnh. Tuy nhiên mình là một người khá thân thuộc với vòng Như Hòa thì mình cũng hiểu rằng anh là một người luôn luôn muốn chiến thắng bản thân, luôn muốn chinh phục được những điều mà anh đã đặt ra từ trước. Cho nên là việc cố gắng để giữ vững cái ngôi số 1 ở vòng loại này không phải chỉ vì để khẳng định mình ở với các đối thủ khác, mà đây là một điều anh đang tự thưởng cho bản thân mình. Sau một năm chiến đấu vì đại dịch thì anh tham gia lần này với những thử thách mới, anh muốn mình khẳng định là vượt qua được tất cả những thách này. Vâng, như anh Thủy cũng đã chia sẻ, đối với vòng Như Hòa, mục tiêu quan trọng nhất của anh ở giai đoạn vòng loại này chính là trải nghiệm tất cả những cái thử thách mà chương trình đã mang đến cho các vận động viên. Và bên cạnh đó thì bên cạnh trải nghiệm những thử thách đó thì cũng là để tìm được một chiếc vé lọt vào đợt chạy chung kết của nội dung xe đạp địa hình dành cho lứa tuổi nam trẻ. Và sau khi đến đợt chạy chung kết đó thì chắc chắn là anh sẽ tung ra tất cả sức lực của mình để cạnh tranh cho danh hiệu vô địch, danh hiệu mà anh đã để vụt mất một cách rất là đáng tiếc ở mùa giải năm 2020. Chúng ta vẫn đang được thấy từ góc máy gắn ở trên xe của tay đua vòng Như Hòa, người đang dẫn đầu vào lúc này ở đợt chạy vòng loại của nội dung xe đạp địa hình lứa tuổi nam trẻ. Vòng Như Hòa đã tiến vào đoạn cuối của vòng thi đấu này để chuẩn bị hoàn thành vòng thứ tư. Bên cạnh hai nội dung nam lão tướng và nam trẻ thi đấu ngày hôm nay thì vào ngày mai chúng ta cũng sẽ có một nội dung rất hấp dẫn, rất được chờ đợi, đó là nội dung dành cho các vận động viên nữ. Và các vận động viên nữ cũng sẽ thi đấu vòng loại vào buổi sáng và chung kết vào buổi chiều. Và tất cả những buổi thi đó cũng sẽ được chúng tôi truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của HTV. Và sau khi kết thúc các nội dung thi đấu ở 3 môn xe đạp địa hình, mô tô địa hình và ATV thì HTV, thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 sẽ bước vào nội dung quan trọng là ô tô off-road diễn ra vào các ngày 17 và 18 và 19 tháng 12, các ngày vào thứ 6, thứ 7, thứ 9 tuần sau.
và chúng ta cũng sẽ chờ đợi những màn cạnh tranh cũng hấp dẫn không kém đến từ các chiến binh địa hình ở nội dung xe ô tô. Lúc này thì tay đua vòng Như Hòa, tay đua mang số đẹp 1 đã bước vào vòng đua thứ 6. Anh đã hoàn thành xong 5 vòng và bước vào vòng tranh tài cuối cùng. Vòng Như Hòa đã tiến vào đoạn đường với ván nổi. Với các thử thách mà ban chuyên môn đã đưa ra cho cuộc thi năm nay thì một số vận động viên cho đến giờ phút này vẫn chọn cái việc hết sức an toàn là mang những xe đạp của mình qua các chướng ngại vật. Đây cũng là một việc trong các cuộc thi quốc tế, các vận động viên quốc tế vẫn hay chọn để nhằm bảo toàn được cái sức khỏe của mình ở các vòng đấu tiếp theo khi họ đã nắm chắc cái việc họ được vào vòng trong. Ở cuộc thi năm nay thì chúng ta có 36 vận động viên tham gia, với việc chọn là 25 vận động viên để vào vòng chung kết thì cũng là một điều khá an toàn với các vận động viên. Tuy nhiên là để đảm bảo an toàn hơn nữa thì việc vận động viên chọn mang vác xe của mình qua các địa hình cũng là một cách để bảo toàn sức khỏe của họ ở những vòng sau. Vừa là cách để bảo vệ thể lực của chính bản thân, vừa là cách để bảo đảm an toàn cho phương tiện thi đấu nữa, đúng không anh Thủy? Đối với các vận động viên tranh tài ở nội dung xe đạp địa hình thì ở đợt chạy chung kết, người về đích đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng với số tiền thưởng lên đến 5 triệu đồng. Người về đích ở vị trí thứ nhì sẽ nhận được phần thưởng trị giá 3 triệu đồng và người về đích ở vị trí thứ hai, xin lỗi bạn, ở vị trí thứ ba sẽ nhận được phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên rõ ràng đối với các vận động viên, việc được trải nghiệm thi đấu tại chương trình thử thách địa hình HTV Challenge Cup năm 2021 này tại phim trường HTV ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như thế này, với những thử thách mà chương trình mang đến dựa trên những điều kiện tự nhiên tại khu vực phim trường của HTV đã là một trải nghiệm mà rất khó quên đối với tất cả những người tham gia vào chương trình này. Khi bước vào những vòng đua cuối cùng này thì sự đuối sức cũng đã bắt đầu được thể hiện ở trên gương mặt cũng như là những guồng quay, những guồng chân của các vận động viên. Thậm chí vận động viên mang xe 32 Nguyễn Thành Phương, người đã dẫn đầu trong phần đầu của đợt thi vòng loại này, thì lúc này có lẽ là cũng đang bị tuột lại ở phía sau. Điều đó một lần nữa cho chúng ta thấy được sự phân phối sức là điều quan trọng như thế nào đối với các vận động viên. Xin nhắc lại là sau khi kết thúc đợt thi vòng loại vào buổi sáng ngày hôm nay thì vào buổi chiều họ sẽ tiếp tục thi đợt thi chung kết. Vì vậy mà nếu như quá hưng phấn và cháy hết mình ở đợt thi vòng loại mà không tính toán một cái nền tảng thể lực tốt nhất thì có thể họ sẽ bị ảnh hưởng đôi chút khi bước vào đợt thi chung kết vào buổi chiều. Lúc này chúng ta đang được thấy các vận động viên hoàn thành vòng thi đấu thứ 5 và bước vào vòng thi cuối cùng. Trong khi người dẫn đầu vòng Như Hòa, vòng này có lẽ đã đi được khoảng hơn nửa của vòng chạy thứ 6 này rồi. Góc quay flycam rất đẹp cho chúng ta thấy cách mà các vận động viên vượt qua đoạn bùm cao liên tiếp như thế này, theo sát các vận động viên. Và đây ở trên hình chúng ta là tay đua mang số đeo 1 vòng Như Hòa. Anh đã hoàn thành 6 vòng đua để thành người đầu tiên ở lứa tuổi nam trẻ nội dung xe đạp địa hình giành được chiếc vé lọt vào đợt chạy chung kết. Đây là vận động viên tiếp theo, vận động viên mang số đeo 18, Nguyễn Đỗ Quốc Cường.
cũng đã vượt qua vạch đích và góp mặt ở lượt thi chung kết vào buổi chiều. Trong khi đó thì một số vận động viên khác vẫn đang nỗ lực để tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng. Như chúng tôi cũng đã thông tin thì bên cạnh việc giành quyền được lọt vào vòng chung kết thì đối với mỗi vận động viên, mỗi người chơi tham dự thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 thì việc có thể hoàn thành lộ trình thi đấu vượt qua chính mình cũng là một mục tiêu mà họ đặt ra. Như vậy là vận động viên mang số đeo 32 Nguyễn Thành Phương cũng đã vượt qua vạch đích ở vị trí thứ hai sau vận động viên Vòng Như Hòa. Đã có những vận động viên về đích nhưng vẫn có những tay đua vào lúc này mới hoàn thành được vòng thứ 5 để bước vào vòng thứ 6. Về vị trí thứ 3 là vận động viên mang số đeo 8 Lê Đức Tiến. Vẫn còn đến hơn 20 vị trí nữa cho các vận động viên lọt vào đợt chạy chung kết. Đứng ở vị trí thứ 3 là vận động viên mang số đeo 3 Nguyễn Khắc Đinh Lâm. Đứng ở vị trí thứ 4 là vận động viên Nguyễn Khắc Đinh Lâm mang số đeo 3. Vị trí thứ 5 là vận động viên Đặng Quốc Tuấn, người cũng đã không có được tình trạng thể lực tốt nhất như chia sẻ của anh Thụy, nhưng cũng đã rất nỗ lực để góp mặt ở trong mùa giải năm nay và cũng đã có được vị trí tốt ở đợt thi vòng loại này. Đứng ở vị trí thứ 6 là vận động viên Vi Tuấn Dũng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng của đợt thi vòng loại của nội dung xe đạp địa hình, hạng mục dành cho các vận động viên nam trẻ. Ngay ở trong đợt chạy vòng loại, chúng ta đã được chứng kiến cuộc so kè rất quyết liệt và hấp dẫn giữa hai tay đua mang số đeo 1 Vòng Như Hòa và tay đua số 32 Nguyễn Thành Phương. Nguyễn Thành Phương đã dẫn đầu ở trong 3 vòng đầu tiên, nhưng sau đó thì Vòng Như Hòa đã vượt qua. Như vậy đây cũng chỉ mới là đợt chạy vòng loại mà thôi, và xin nhắc lại là sẽ còn đợt chạy chung kết diễn ra vào buổi chiều và cũng sẽ được Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh truyền hình trực tiếp ở trên kênh HTV9 và HTV Thể thao và ở trên các hạ tầng mạng xã hội, trang Facebook HTV Thể thao, kênh YouTube HTV Sport và trên ứng dụng HTVC bắt đầu từ lúc 13 giờ. Vận động viên số đeo 37 Nguyễn Minh Quân, vận động viên năm nay chỉ mới 15 tuổi và cũng là con trai của vận động viên Nguyễn Minh Tú, người sẽ tham gia nội dung mô tô địa hình hạng chuyên nghiệp ở HTV Challenge Cup 2021 này. Một chi tiết rất thú vị khi mà hai cha con cùng tham dự một chương trình. Như vậy là đã có thêm hai vận động viên nữa về đến đích, đó là vận động viên Nguyễn Duy Vũ mang số đeo 9 và vận động viên Trần Quốc Huy mang số đeo 13. Đối với hai nội dung hạng nam trẻ và hạng lão tướng thì thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 đều sẽ chọn ra 3 vận động viên về đích ở các vị trí thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Và bên cạnh đó thì chúng tôi năm nay vẫn như năm ngoái vẫn sẽ có một giải thưởng đặc biệt dành cho người đẹp thể thao, dành cho vận động viên nữ có phong cách thi đấu ấn tượng nhất. Thưa quý vị, một cuộc cạnh tranh hết sức quyết liệt và chúng ta đã có được người về nhất.
ở xe đạp địa hình MTB nam trẻ, đó chính là vòng Như Hòa. Một lần nữa xin được chúc mừng câu lạc bộ Sài Gòn Đông Tây, chúc mừng anh Hòa. Hồi nãy khi mà mấy anh thấy cái đoạn mà anh vượt qua vận động viên Thành Phương, thật sự cảm xúc của mấy anh cũng rất là thấy hồi hộp luôn. Không biết là anh đã vượt qua Thành Phương ở đoạn nào và cảm xúc của anh khi đó như thế nào ạ? Xin chào mấy anh, chào toàn thể cổ động viên và quý vị khán giả. Thì cái khi mà mình vượt qua vận động viên Thành Phương, đang lúc đó là Thành Phương đang đi đầu, là khi gần kết thúc cái vòng thứ tư, là trước khi lên cái sprint thì mình đã quyết định là tăng tốc để vượt qua Thành Phương. Cái cảm xúc đó thì thật sự là mình cảm thấy rất là hào hứng, tại vì mỗi lần mình vượt qua từng vận động viên, mình cảm thật là nó làm cho mình hứng lên và mình cảm như là mình bớt đi cái phần mệt mỏi, mình tiếp tục mình thi đấu. Dạ, và chắc chắn là khi mà qua vòng thứ tư mình đã dẫn đầu rồi, vòng thứ năm, vòng thứ sáu, thì lúc đó anh có nghĩ là mình sẽ là người về nhất không? Lúc đó thì thật sự khi đó mình cũng không nghĩ là mình sẽ về nhất được, tại vì trên đường đua khi mà chưa kết thúc thì mình cũng chưa biết được chuyện gì, tại vì nó một người muốn về nhất hay nhì thì nó phụ thuộc một phần vào yếu tố may mắn nữa. Như năm ngoái thì mình đang đi đầu mình cũng bị ngã té ngay trước vạch đích và mình không thể về nhất được. Thì đó cũng là một cái yếu tố may mắn, nó sẽ quyết định về cái vận động viên về nhất hay không. Dạ, và cung đường năm nay thi đấu thì anh thấy như thế nào ạ? Và bên cạnh đó là các đồng đội thì anh thấy là chất lượng thí sinh năm nay như thế nào? Cung đường năm nay thì ban tổ chức đã mở rộng thêm và thêm nhiều cái bài thi, thì nó thực sự là một thử thách đối với các vận động viên. Tại vì những bài thi này nó có những cái hố sình, những cái miếng ván nội nó khá là khó để cho vận động viên đi qua. Để vượt qua những cái bài thi này thì vận động viên cần phải tự tin, bình tĩnh và mình xử lý thật khéo để mới đi qua được, không bị té ngã. Thì về chất lượng của vận động viên năm nay thì về số lượng trước thì nó nhiều hơn năm ngoái đi, gần như là gấp đôi. Và chất lượng thì cũng tốt hơn, tại vì qua mùa thứ hai đưa cái mô hình MTB vào trong cái chương trình thì mọi người biết đến nhiều hơn, đăng ký nhiều hơn, thì cũng thu hút được những vận động viên mạnh họ tập luyện trước khi thi đấu, nên là cái chất lượng vận động viên tốt hơn nhiều. Dạ, và chất lượng vận động viên rất là tốt, nhưng mà anh Như Hòa đã là người về nhất, thì hiện tại cảm xúc của anh khi mà đã về nhất ở vòng loại này thì anh cảm thấy như thế nào và anh có điều gì muốn chia sẻ ạ? Khi mà về nhất thì điều đầu tiên là mình cảm thấy vui sướng. Và cái mục tiêu của mình hôm nay là mình phải cố gắng giành trong 3 thứ hạng đầu, để tại vì vòng loại thì mình sẽ cố gắng giành 3 thứ hạng đầu để khi vòng chung kết mình sẽ được ưu tiên về cái vị trí xuất phát. Nó sẽ lợi thế cho mình trong đua xe đạp địa hình, thì cần phải giành được vị trí xuất phát thuận lợi nhất thì nó sẽ hỗ trợ cho mình trong cái đường đua. Và muốn chia sẻ với mọi người là hãy thi đấu tự tin và làm chủ tay lái của mình. Đi theo đúng cái sức mình, đừng cố gắng quá những cái đoạn khó thì mình bình tĩnh để mình vượt qua. Dạ, cảm ơn anh Hòa rất là nhiều và một lần nữa chúc mừng anh đã về nhất trong vòng thi buổi sáng ngày hôm nay, và anh chúc anh là sẽ thi thật tốt và đạt được mục tiêu của mình trong vòng chung kết chiều ngày hôm nay, và hy vọng là nếu buổi chiều ngày hôm nay mà anh về nhất nữa thì mấy anh sẽ được tiếp tục phỏng vấn anh ạ. Dạ, cảm ơn anh và chúc mừng anh rất là nhiều. Một lần nữa chúng ta sẽ hãy cùng chúc mừng câu lạc bộ Sài Gòn Đông Tây và chúc mừng vận động viên vòng Như Hòa. Và thưa quý vị, để có được một cái cuộc cạnh tranh hết sức là máu lửa của xe đạp địa hình MTB nam trẻ cũng như là lão tướng, thì buổi sáng ngày hôm nay không thể nào thiếu đi sự góp mặt của các cổ động viên. Và có một điểm lưu ý nữa là dù là năm nay không có những cổ động viên, những khán giả vãng lai để đảm bảo an toàn về dịch bệnh, thế nhưng mà cái cuộc thi đấu của chúng ta cũng không thể nào mà hạ nhiệt, vì có những cổ động viên đây là người thân của các vận động viên. Xin chào chị, và không biết là chị tên gì và chị đến để cổ vũ cho vận động viên nào ạ? Mình tên là Thảo và mình đến để cổ động viên cho bạn nam trẻ Lý Bảo Duy. Và chị đến đây buổi sáng là mình đến từ sớm chưa chị ha? Thật ra là sáng mình đến rất là sớm, tại vì đến sớm để được xem mọi người đến đông đủ như thế nào và cái không khí làm mình háo hức, nên mình đến sớm lắm, trước 6 giờ là mình đã đến đây rồi. Dạ, và chị và Duy đã có sự chuẩn bị như thế nào cho vòng thi đấu buổi sáng ngày hôm nay ạ? Thật ra thì là Duy là một người là rất là yêu thể thao, nên là từ Duy chưa được dợt cái đường này lần nào, nên tối hôm qua là Duy đã đến đây và sáng là đã đi thử vài vòng ở đây, nên là mình thấy rất là ngưỡng mộ luôn á. Dạ, và chị thấy là phần thi đấu của Duy ngày hôm nay ra sao ạ? Duy đẹp tốt, do là cái đường Duy chưa có thử nhiều quen, nhưng mà sáng này thì đạp hai vòng thì hôm nay là thấy Duy chạy, theo mình nghĩ là Duy đạp như vậy là tốt lắm rồi đó. Và cho mình hỏi thêm chút xíu nữa nha, làm thế nào mà chị biết đến chương trình thử thách địa hình của HTV thưa chị? Mình theo dõi chương trình HTV
qua mạng, qua thông báo trên đài và một số truyền miệng của các anh chị yêu thể thao MTV. Và ngày hôm nay khi mà chị đến với phim trường Hòa Phú Củ Chi thì cảm nhận của chị ra sao, chị có thể chia sẻ đến quý vị khán giả không chị? Thật ra là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay mà với cái không khí mà mọi người háo hức như vậy, mình cảm thấy là hạnh phúc lắm. Có một cái sân chơi như vậy là ban tổ chức phải rất là cực. Mà với dịch bệnh như vậy nữa mà mọi người tuân thủ 5K rồi đến đông như vậy, thậm chí là hình như là chỉ có 1-2 vận động viên là không tham dự thôi, còn tất cả những người đăng ký đều tham dự hết. Đó là một cái điều mà cảm thấy hạnh phúc lắm luôn. Tức là cái môn thể thao này mọi người yêu quý, và phải nói là năm nay là Thảo thấy dầu dịch bệnh nhưng mà mọi người tham gia nhiệt huyết, đi đến rất là sớm luôn. Có một số anh chị không vào được nhưng mà vẫn đến rồi cổ động từ bên ngoài, cảm thấy vui lắm ạ. Em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều và hy vọng là chị Thảo sẽ luôn đồng hành với thử thách địa hình HTV Challenge Cup chị nhé. Dạ, cảm ơn chị. Và thưa quý vị, và đó là những chia sẻ rất là chân thành đến từ cổ động viên là chị Thảo, cổ vũ cho vận động viên là bạn Duy ạ. Và bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương trình buổi sáng ngày hôm nay, đến với những phần bình luận rất là hấp dẫn đến từ bình luận viên Quang Huy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những chia sẻ từ phía vận động viên Vòng Như Hòa cùng với một khán giả đến theo dõi chương trình HTV Challenge Cup năm 2021 này. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với bảng D, đợt chạy vòng loại của nội dung Moto ATV hạng bán chuyên. Và ở bảng D này thì sẽ chỉ có 3 vận động viên tham gia tranh tài. 3 vận động viên sẽ tranh tài ở bảng D trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ là vận động viên Phan Ngọc Hải mang số đeo 2 của đội Bình Phước, vận động viên số đeo 5 Phùng Kim Tùng của đội Gò Vấp và vận động viên số đeo 16 Lê Viết Nhật của đội thành phố Thủ Đức. Lúc này thì 3 vận động viên đã xuất phát. Vậy là cả 3 người chơi ở bảng D này đều đang có được một sự xuất phát khá tốt và cũng đang có được khoảng cách gần nhau. Đã có một vận động viên vượt lên phía trước. Chúng ta cũng đã được theo dõi ở những phần tranh tài trước tại bảng A, bảng B và bảng C. Thì ở nội dung Moto ATV 4 bánh như thế này, những tay đua mà đã vượt lên trước sẽ tạo ra được lợi thế rất lớn ở trong phần tranh tài còn lại của mình, thì những người chơi phía sau rất khó để có thể vượt qua được. Đây là Lê Viết Nhật, tay lái mang số đeo 16 của đội thành phố Thủ Đức. Pha bay người qua bùm khá ngọt của Lê Viết Nhật. Anh cũng tiếp tục có một tình huống của khá tốt ở trong cái đoạn cua này. Động tác điều khiển xe rất tài tình và uyển chuyển của Lê Viết Nhật đang giúp cho anh có được một lợi thế khá lớn ở dẫn đầu. Sau 3 đợt chạy vòng loại của bảng A, bảng B và bảng C thì nội dung xe ATV đã xác định được 6 cái tên đầu tiên lọt vào đợt chạy bán kết. Và ở 2 đợt chạy còn lại trong buổi sáng ngày hôm nay của bảng D và bảng E, nội dung ATV sẽ xác định thêm 4 vận động viên còn lại giành quyền lọt vào nội dung đợt chạy bán kết của xe ATV. Sẽ có một điểm rất đặc biệt ở lượt thi chung kết của nội dung ATV này, đó là các hố sâu vào buổi chiều ở lượt thi chung kết sẽ được bơm thêm nước vào để tăng thêm độ khó cho các tay lái.
Lúc này thì 6 cái tên đã góp mặt ở vòng bán kết được xác định, đó là các vận động viên Đặng Ngọc Quốc của đội Bình Phước, Phạm Quý Tuấn Tú của quận Tân Phú, Trần Xuân Nam của quận 7, Mai Hoàng Tuấn Anh của quận 12, Trương Tấn Đạt của Đồng Nai và Vương Hải Đăng của quận 3. Và chúng ta sẽ còn 4 vận động viên nữa, 4 cái tên nữa trong hai lượt thi cuối cùng ở bảng D và bảng E này để giành quyền vào vòng bán kết. Nội dung ATV là nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại thử thách địa hình HTV Challenge Cup và cũng đã nhận được sự ủng hộ và thi đấu khá lớn. Tuy nhiên đây vẫn là một loại hình mới mẻ và chúng ta sẽ chờ xem trong những năm tới, trong những năm tiếp theo thì có thể nội dung này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đăng ký đông đảo hơn nữa từ cộng đồng chơi xe ATV địa hình. Kết thúc hai lượt đầu tiên thì vận động viên mang số đeo 16 Lê Viết Nhật của thành phố Thủ Đức đang tạm dẫn đầu. Lúc này thì tay đua đang dẫn đầu, vẫn đang là tay đua mang số đeo 16 Lê Viết Nhật của thành phố Thủ Đức. Và Lê Viết Nhật đã đi qua được khoảng một nửa lộ trình của vòng đua thứ ba, tức là vòng cuối cùng, để chuẩn bị hướng về phía đích đến và hoàn thành đợt chạy vòng loại của bảng D. Và đang đứng ở vị trí thứ hai là Phan Ngọc Hải, tay lái mang số đeo 2 của đội Bình Phước. Và đứng thứ ba là thầy đại mang số đeo 5 Phùng Kim Tùng của Gò Vấp. Xin được nhắc lại là trong số 3 vận động viên này thì sẽ có 2 người giành quyền đi tiếp vào vòng bán kết. Và lợi thế rất lớn đang được dành cho tay lái mang số đeo 16 Lê Viết Nhật. Lê Viết Nhật đã về đích để trở thành tay đua đầu tiên ở bảng D này, giành được vé đi tiếp vào vòng đấu bán kết. Và tay đua thứ hai cũng đã vừa qua đích đến rồi. Vậy là trong khi đó thì tay lái còn lại ở trên đường đua ở bảng D này là Phùng Kim Tùng của Gò Vấp đang gặp phải một sự cố và anh cũng đang cần đến sự trợ giúp của các nhân viên cứu hộ. Như vậy là tay đua Lê Viết Nhật đã thành người về đích trước tiên ở bảng D và về đích ở vị trí thứ hai là tay đua mang số đeo 2 Phan Ngọc Hải của đội Bình Phước. Đây là hai tay đua đã giành được vé của bảng đấu này để đi tiếp vào vòng đấu bán kết sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày hôm nay. Và sau lượt thi của bảng D này thì chúng ta sẽ còn lượt thi cuối cùng ở bảng E. Bảng đấu có sự góp mặt của ba cái tên Phạm Tuấn Anh, Đào Lê Phương và Trần Thanh Tâm. Và cũng chúng ta cũng sẽ xác định hai cái tên cuối cùng ở hạng mục bán chuyên của xe mô tô ATV giành quyền vào bán kết vào buổi chiều hôm nay. Như vậy là cho đến lúc này thì chúng ta đã xác định được 8 cái tên lọt vào đợt chạy bán kết của nội dung xe mô tô ATV. Xin được nhắc lại đó là các vận động viên Đặng Ngọc Quốc và Phạm Quý Tuấn Tú ở bảng A, Trần Xuân Nam và Mai Hoàng Tuấn Anh ở bảng B, Trương Tấn Đạt, Vương Hải Đăng ở bảng C và vừa rồi là Lê Viết Nhật cùng với Phan Ngọc Hải ở bảng D. Chúng ta đang được theo dõi lại những hình ảnh thi đấu đẹp mắt của các vận động viên trong đợt chạy vừa rồi ở bảng D này. Như chúng ta cũng biết thì ATV là loại xe địa hình được viết tắt bởi chữ All-Terrain Vehicle, tức là loại phương tiện có thể di chuyển trên mọi loại địa hình khác nhau. Thì đối với anh Thụy thì anh có thể cung cấp thêm những thông tin về loại xe này, về thời điểm du nhập vào Việt Nam và cũng như là những công năng sử dụng chính của loại xe này ở thời điểm hiện tại tại Việt Nam được không ạ? Một điều đáng tiếc là hiện nay ở tại Việt Nam thì loại xe ATV chỉ mới được đăng kiểm, tuy nhiên được cấp phép lưu hành thì
tạm thời vẫn chưa có công văn hay các cái quy định nào về loại hình di chuyển này. Tuy nhiên là ATV đã du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, vào khoảng năm 2004 là mình đã thấy tại Việt Nam bởi một số anh em đam mê địa hình mang từ nước ngoài về và sử dụng ở các cái cung đường mà có thể nói là đang rất hot hiện nay. Mặc dù là từ năm 2004 anh em đã sử dụng những con ATV để di chuyển trên khắp cái địa hình Di Linh, Lâm Đồng, Đà Lạt hay là những cái vùng biển như là Phan Rang, Phan Thiết, thì cho đến thời điểm này thì ATV đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều ở tại Việt Nam, và đây là lần đầu tiên ATV được tổ chức một giải thi đấu chính thức ở tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là lần đầu tiên mình nghĩ là ở tại Việt Nam này. Thì việc sử dụng cái ATV để di chuyển thì hiện nay chúng ta dễ dàng nhìn thấy do cái đặc tính của ATV mà chúng ta dễ thấy là những người ở vùng cao, ở các cái cao nguyên Highland ở Việt Nam như là Ban Mê Thuột, Đắk Lắk, Gia Lai hay là Di Linh, Lâm Đồng ở Việt Nam, thì họ dùng để đi lại trong các cái trang trại của mình là chính, và hỗ trợ họ trong cái việc tập vận chuyển các cái lương thực, thực phẩm cũng như là trang thiết bị nông sản của họ để đi ra ngoài. Vâng, cảm ơn một thông tin rất hữu ích vừa rồi mà anh Minh Thụy cũng đã cung cấp cho chúng ta. Hiện tại thì xe ATV sẽ được sử dụng ở trong những cái mục đích về trồng trọt, về chăn nuôi, và bên cạnh đó còn là phục vụ ở các khu du lịch. Và đó là những công năng hiện tại mà chúng ta thấy được, và rõ ràng là rất dễ để nhìn thấy được những hình ảnh của chiếc xe này khi chúng ta đi đến những cái bãi biển như là Mũi Né, như là Vũng Tàu. Và đó cũng là một loại hình du lịch rất thú vị mà chúng ta có thể khám phá được. Và đây cũng có thể nói là một trong những một lần đầu tiên mà loại hình xe ATV này được đưa vào thi đấu ở một chương trình truyền hình, và giúp cho chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về loại hình xe cực kỳ đặc biệt và thú vị này. Lúc này thì chúng ta đang được theo dõi lại những hình ảnh thi đấu đẹp mắt của các vận động viên ở hạng mục ATV bán chuyên đợt thi vòng loại buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được một lần nữa điểm lại danh sách 8 tay lái đến lúc này đã ghi tên mình vào bán kết. Đầu tiên ở bảng A là tay lái Đặng Ngọc Quốc và Phạm Quý Tuấn Tú. Ở bảng B là Trần Xuân Nam và Mai Hoàng Tuấn Anh. Ở bảng C là Trương Tấn Đạt và Vương Hải Đăng. Và ở bảng D là Lê Viết Nhật và Phan Ngọc Hải. Với 8 tay lái đã thể hiện ở trong đợt thi vòng loại buổi sáng ngày hôm nay, thì anh Minh Thụy, anh đánh giá như thế nào về 8 vận động viên này? Và nghĩ rằng ai đang có lợi thế lớn nhất ở trong cuộc cạnh tranh ngôi vị cao nhất của hạng mục ATV bán chuyên ạ? Thực tế thì với 8 vận động viên lọt vào vòng bán kết cho tới thời điểm hiện tại chúng ta đã nhìn thấy, thì với khả năng mà sử dụng chiếc xe này linh hoạt như thế nào, vượt qua các chướng ngại vật địa hình do ban chuyên môn đã đưa ra như thế này, thì rõ ràng tay đua số 16 ở lượt trận vừa rồi chúng ta ở bảng D, Lê Viết Nhật là người mà thì thấy thành tích tương đối là tốt nhất với thời gian tương đối là ngắn để vượt qua 3 vòng loại một cách nhanh chóng. Và khi chúng ta nhìn lại các cái hình ảnh highlight mà các cameraman vừa đưa lại thì chúng ta dễ dàng thấy là Lê Viết Nhật rất là uyển chuyển trong cái việc sử dụng các bạn. Vâng, tuy nhiên ở phần thi của các bạn đấu trước thì tôi nhận thấy anh Thụy cũng đã đánh giá rất cao những cái tên như là tay đua Vương Hải Đăng mang số 10, người về đích ở vị trí thứ nhì tại vòng loại bảng C, hay là tay đua Mai Hoàng Tuấn Anh ở bảng B, tay đua mang số đeo 11. Anh có thể chia sẻ hơn về những tay đua này, và liệu ở trong cái đợt chạy bán kết và chung kết họ có thể là những cái tên rất là đáng chú ý để cạnh tranh cho các cái vị trí cao nhất hay không? Thực tế thì theo ban chuyên môn đã đưa ra từ trước, có nghĩa là chúng ta sẽ có 10 vận động viên được chia làm 2 bảng ở lượt bán kết. Thì với những cái tên mà như anh Quang Huy vừa nhắc đến, thì rõ ràng nếu mà một điều bất lợi nhất là những cái tên được nhắc đến này lọt chung một bảng ở bán kết, thì rõ ràng đây là một cái cuộc đua chung kết sớm. Tuy nhiên là chúng ta vẫn hy vọng là những cái tên này được trải ở 2 bảng đấu để nhằm tăng kịch tính hơn ở cái lượt bán kết vào buổi chiều ngày hôm nay. Bởi vì những cái tên như Lê Viết Nhật, Vương Hải Đăng là những cái tên sáng giá cho cái việc lên bục vào chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chờ đợi những sự bất ngờ ở các tay đua trẻ, bởi vì đây là bộ môn hoàn toàn mới ở thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021, và cũng như là một bộ môn hoàn toàn mới đối với các bộ môn địa hình ở tại TP.HCM. Vâng, và đúng là sự những cái thử thách, những cái rủi ro và luôn nó tiềm ẩn ở trong các địa hình thi đấu của các môn địa hình. Vì vậy mà việc một vận động viên được đánh giá cao nhưng bước vào một cuộc thi đấu thì họ cũng sẽ phải có được sự tập trung, bản lĩnh cao nhất và thậm chí là đôi chút may mắn nữa để có thể có được vị trí cao nhất. Và trước mắt chúng ta vẫn sẽ còn một bảng thi đấu nữa là bảng E ở hạng mục ATV bán chuyên sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay, với sự góp mặt của 3 cái tên là Phạm Tuấn Anh, Đào Lê Phương và Trần Thanh Tâm.
Và chúng ta cũng sẽ còn những phần thi đấu của hạng mục xe mô tô địa hình, xe cào cào. Và để có thể xác định ra được những vận động viên để đi tiếp vào các lượt đấu bán kết và chung kết vào buổi chiều. Với hạng mục ATV thì chúng ta cũng đang được nhìn thấy những chiếc xe được sử dụng ở trong giải đấu, trong chương trình thử thách tiền ATV Challenge Cup kỳ này. Thì đối với anh Thụy thì anh có thể cung cấp thêm về thông tin kỹ thuật của những chiếc xe mà các tay lái sử dụng, họ có những cái điểm gì khác biệt không, hay là tất cả những thông số kỹ thuật của những chiếc xe này đều giống nhau hết à? Đây là lần đầu tiên bộ môn ATV được đưa vào một cái giải đấu chuyên nghiệp dưới sự cái tên là thử thách địa hình Challenge Cup 2021 của HTV tổ chức. Thì rõ ràng với sự tài trợ của nhà tài trợ thì họ đã đưa ra những cái con xe rất là tương đồng với nhau, và chúng ta chỉ nhìn thấy vị trí nhất nhì ở các bảng như chúng ta vừa xem, nó nằm ở hoàn toàn vào yếu tố ở vận động viên với kinh nghiệm đã từng chạy ở các giải địa hình, kinh nghiệm họ tập luyện cũng như là việc họ đã tiếp cận được với cái đường đua năm nay. Thì việc sắp xếp các thứ hạng sẽ diễn ra ở, chúng ta nhìn thấy là ở cái tên mà chúng ta đã từng quan tâm đặc biệt. Và các dòng xe hiện nay được đưa vào trong giải là những loại xe về cùng một phân khối với nhau, về cùng kiểu dáng, chúng ta chỉ nhìn phân biệt được bởi các màu sắc tương đối là nổi so với môn thể thao. Vâng, và chương trình cũng rất vui khi đã có được sự đồng hành của nhà tài trợ Liên 2, cũng là nhà tài trợ đã tài trợ những cỗ máy thi đấu cho hạng mục ATV tại thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 này. Và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị đến với phần thi đấu ở bảng E, chuẩn bị diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây sẽ là bảng đấu cuối cùng ở vòng loại của hạng mục ATV bán chuyên. Ở trong hình chúng ta lúc này đây là danh sách của các tay lái sẽ tham gia tranh tài ở bảng E với 5 cái tên. Số 8 là Lê Văn Bình, số 19 Vũ Khải Hoàng, số 20 Phạm Tuấn Anh, số 22 Đào Lê Phương và số 23 là Trần Thanh Tâm. Và đây sẽ là bảng đấu chắc chắn là bây giờ sẽ thu hút sự chú ý rất lớn của những người hâm mộ, bởi nó sẽ xác định ra hai cái tên cuối cùng giành được quyền để lọt vào đợt chạy bán kết của nội dung xe mô tô 4 bánh ATV hạng bán chuyên. Vậy là theo danh sách đăng ký có 5 vận động viên, nhưng lúc xuất phát có 3 vận động viên sẽ tranh tài với nhau ở trong đợt chạy vòng loại của bán E mô tô ATV hạng bán chuyên. Ba cái tên tham dự vòng loại bảng E này gồm có số 20 Phạm Tuấn Anh, số 22 Đào Lê Phương và số 23 Trần Thanh Tâm. Và dẫn đầu lúc này đang là tay đua mang số đeo 20 Phạm Tuấn Anh. Có lẽ là tay đua Trần Thanh Tâm đang gặp đôi chút sự cố ở đoạn đường xuất phát vừa rồi của mình. Phạm Tuấn Anh đã bước vào đoạn đường sóng trâu này. Lúc này thì tay đua Phạm Tuấn Anh đã vượt qua được những đoạn hố khô. Anh vẫn đang duy trì được một khoảng cách tốt so với người đuổi ở phía sau lưng. Khoảng cách mà Phạm Tuấn Anh tạo ra được với hai tay lái còn lại đang là khá lớn. Đây chỉ mới là vòng đua đầu tiên. Trong số các 3 vòng đua mà các vận động viên sẽ phải chinh phục ở đợt thi vòng loại này, Phạm Tuấn Anh vẫn đang là người dẫn đầu ở góc quay flycam này. Lúc này thì Phạm Tuấn Anh đã vượt qua bùm cao đầu tiên rồi, bây giờ đến bùm cao thứ hai trước khi hướng về phía đích đến để kết thúc vòng thứ nhất. Như vậy là Phạm Tuấn Anh đã hoàn tất vòng thi đầu tiên tương đối thuận lợi và anh sẽ còn 2 vòng đua nữa ở phía trước.
Phía sau thì chúng ta vẫn đang chờ đợi hình ảnh từ hai vận động viên còn lại là Đào Lê Phương và Trần Thanh Tâm. Đây là góc máy quay gắn ở trên xe của Phạm Tuấn Anh. Anh vẫn đang là người dẫn đầu. Việc thi đấu ở lượt thi cuối cùng này cũng đã giúp cho các tay lái rút ra được cho mình rất nhiều những kinh nghiệm khi quan sát các vận động viên đi trước. Nhưng bên cạnh đó thì họ cũng phải đối mặt với những thử thách đến từ địa hình khi đã bị bào mòn đáng kể từ các bạn đấu trước và sẽ phải đưa ra những tính toán hợp lý. Đang đứng ở vị trí thứ hai ở trong bảng E lúc này là tay lái Đào Lê Phương mang số đeo 22. Vậy là thứ tự của các vận động viên đang đúng với thứ tự số đeo của họ luôn. Số 20 Phạm Tuấn Anh đang là người dẫn đầu, đứng thứ hai là Đào Lê Phương số đeo 22 và Trần Thanh Tâm số đeo 23 là người cuối cùng. Chúng ta dễ dàng thấy được ở vị trí đầu tiên, vận động viên Phạm Tuấn Anh đang có thể gọi là độc tôn ở đường chạy của mình do sự cố ở hai vận động viên phía sau. Tuy nhiên là chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy là Phạm Tuấn Anh khá thuần thục và quen thuộc với chiếc xe ATV. Dù đây không phải là xe của chính anh, tuy nhiên là việc sử dụng khá nhiều thời gian trên xe ATV dẫn đến việc ngày hôm nay anh bước vào cuộc thi với một tinh thần rất là thoải mái, và anh chinh phục các cái khó khăn do ban chuyên môn đưa ra ở cái cuộc thi thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021 rất dễ dàng. Có thể Phạm Tuấn Anh sẽ không khó để giành được một tấm vé vào vòng bán kết, nhưng rõ ràng là những thử thách đang chờ đợi anh ở lượt thi bán kết và lượt thi chung kết với những đối thủ sừng sỏ hơn, những đối thủ mạnh hơn sẽ là một thử thách thực sự đang chờ đợi tay đua này. Lúc này thì Phạm Tuấn Anh đã vượt qua được vòng thi thứ hai và đang bước vào vòng đua cuối cùng. Ở phía sau thì Đào Lê Phương và Trần Thanh Tâm vẫn đang nỗ lực so kè nhau. Xin được nhắc lại là sẽ có hai cái tên tiếp theo ghi tên vào vòng thi bán kết. Chính vì vậy mà cuộc so tài của Đào Lê Phương và Trần Thanh Tâm ở phía sau cũng sẽ rất đáng chú ý. Đây chính là Đào Lê Phương và Trần Thanh Tâm. Ở phía đầu thì có lẽ là sẽ không khó để Phạm Tuấn Anh về đích và có được tấm vé đầu tiên ở bảng đấu này. Như vậy là vận động viên số đeo 23 Trần Thanh Tâm đã hoàn tất hai vòng đua và bước vào vòng đua cuối cùng. Và vận động viên đang đứng ở vị trí thứ ba là Đào Lê Phương. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai vận động viên này sẽ được nhắc lại là không quá lớn. Nhưng như chúng ta cũng đã phân tích từ đầu chương trình rằng nếu như muốn vượt qua được người đi trước thì các vận động viên này sẽ phải tận dụng những góc cua. Chúng ta hãy chờ xem đối với Đào Lê Phương vận động viên số 22 thì anh có tận dụng được những góc cua của xa hình này để vượt qua được vận động viên Trần Thanh Tâm số 23 hay không? Trước đó thì chính Trần Thanh Tâm đã tận dụng được một đoạn cua để vượt qua được Đào Lê Phương. Và bây giờ thì Trần Thanh Tâm đang tạo ra được ưu thế cho mình. Ở trong hình chúng ta đây là tay đua mang số đeo 22 Đào Lê Phương. Có vẻ như vận động viên mang số đeo 22 Đào Lê Phương đã khá mệt với ở vòng thứ ba của mình. Anh đã di chuyển chiếc xe ATV một cách hết sức là nhẹ nhàng qua các chướng ngại vật nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như là tính an toàn của chiếc xe. Như vậy là lúc này thì vận động viên Phạm Tuấn Anh số đeo 20 đã về đích đầu tiên. Và chúng ta vẫn chờ xem cái tên còn lại, cuộc so kè giữa Đào Lê Phương 22 và Trần Thanh Tâm 23. Và lúc này thì Trần Thanh Tâm đã vượt qua một đoạn bùm và chúng ta thấy anh vẫn đang duy trì được khoảng cách tương đối lớn so với Đào Lê Phương ở phía sau. Rõ ràng là việc điều khiển và duy trì được, kiểm soát được một cỗ máy với khối lượng rất nặng là một điều không hề đơn giản chút nào. Và rõ ràng là nền tảng thế lực của tay đua số đeo 22 Đào Lê Phương đã bị bào mòn đáng kể trong những mét cuối cùng của vòng thi thứ ba này. Hai vận động viên đang chuẩn bị về đích và chúng ta hãy chờ xem
tay đua nào là người về đích thứ hai để đoạt chiếc vé còn lại ở bảng đấu này, đi tiếp vào vòng đấu bán kết của nội dung Moto ATV hạng bán chuyên. Cờ Caro đã được phất lên và tay đua số đeo 23 Trần Thanh Tâm đang tiến về vạch đích. Như vậy là xin được chúc mừng Trần Thanh Tâm, tay đua thuộc đội xe quận 10 đã vượt qua vạch đích ở vị trí thứ hai và cũng là vận động viên cuối cùng góp mặt ở lượt thi bán kết vào buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng xin được chúc mừng vận động viên Đào Lê Phương vì anh cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình. Dù sao thì đó cũng là những nỗ lực rất đáng khen của tay đua đến từ câu lạc bộ quận 7. Như vậy là cho đến lúc này thì chúng ta đã xác định được đủ 10 tay đua lọt vào vòng đấu bán kết của nội dung xe mô tô 4 bánh ATV hạng bán chuyên. Đó là các vận động viên Đặng Ngọc Quốc, Phạm Quý Tuấn Tú ở bảng A, Trần Xuân Nam và Mai Hoàng Tuấn Anh ở bảng B, Trương Tấn Đạt và Vương Hải Đăng ở bảng C, Lê Viết Nhật và Phan Ngọc Hải ở bảng D và Phạm Tuấn Anh cùng với Trần Thanh Tâm ở bảng E. Và 10 vận động viên này thì sẽ tiếp tục được chia thành hai lượt thi bán kết vào buổi chiều ngày hôm nay, mỗi lượt 5 vận động viên. Và sau đó thì sẽ chọn ra 5 vận động viên cuối cùng vào lượt thi chung kết. Sau đợt chạy vừa rồi của nội dung mô tô 4 bánh ATV thì chúng ta chuẩn bị đến với phần tranh tài ở bảng C của nội dung xe mô tô hạng bán chuyên. Cuộc tranh tài ở bảng C này với 7 vận động viên mang số hiệu số 2 là Phạm Anh Vũ, số 22 Nguyễn Nhật Quang, số 1 Đinh Văn Nam, số 15 Trần Xuân Vinh, số 24 Nguyễn Trần Vĩnh Phú, số 26 Julian và số 6 là Trịnh Hoàng Duy. Ở vòng loại của hạng bán chuyên mô tô địa hình này thì các vận động viên sẽ phải thi đấu 4 vòng, tương đương 6,4 km. Trong số các vận động viên tham dự vòng loại này thì sẽ có 4 vận động viên ở mỗi bảng đấu được ghi tên mình vào vòng bán kết. Lúc này thì chúng ta đã xác định được 8 cái tên đầu tiên ở hai bảng A và bảng B. Đó là các tay lái Nguyễn Thế Việt, Lê Hoàng Anh Tuấn, Cao Quốc Sang, Trần Vĩnh Phát ở bảng A. Bảng B là Chu Văn Hải, Đỗ Xuân Tiệp, Hà Quang Hải và Nguyễn Ngọc Quý. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với lượt thi ở bảng C. Trên Thủy, trong số 7 cái tên xuất phát ở bảng C này thì có những cái tên nào đáng chú ý à? Ở bảng C thì chúng ta có tên 7 cái tên, trong đó có Nguyễn Phần Trần Vĩnh Phú là một trong những vận động viên có kinh nghiệm cũng như là vận động viên Nguyễn Trần Vĩnh Phú ở bảng C đến từ câu lạc bộ Sài Gòn Stun là một trong những vận động viên có khá nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các loại xe địa hình, và đặc biệt là đối với bộ môn cào cào thì anh đã từng sử dụng để biểu diễn cũng như thi đấu. Nguyễn Trần Vĩnh Phú là một trong những vận động viên tương đối trẻ của bộ môn cào cào. Tuy nhiên là ở giải đấu năm nay thì cũng xuất hiện nhiều cái tên khá đặc biệt cũng như là những cái tên lần đầu tiên đang gây ra nhiều yếu tố bất ngờ cho giải đấu. Một tín hiệu đáng vui nữa là tại thử thách HTV Challenge Cup 2021 thì hạng bán chuyên đã thu hút được khá nhiều vận động viên mới. Lúc này thì theo cập nhật từ trọng tài thì vận động viên đang dẫn đầu là vận động viên Nguyễn Nhật Quang, cũng là một thành viên khác của câu lạc bộ Sài Gòn Stun. Đứng ở vị trí tiếp theo là vận động viên Trịnh Hoàng Duy của Fulca Racing, vận động viên mang xe 6. Tiếp theo là Đinh Văn Nam đến từ đội 219 Team. Vận động viên 22 Nguyễn Nhật Quang là vận động viên đang thi đấu trong một chiếc xe màu xanh khá nổi bật và khá dễ nhận thấy ở trên đường đua lúc này. Như vậy xin cập nhật cho lúc này 4 tay đua đang dẫn đầu, đó là số đeo 22 Nguyễn Nhật Quang của Sài Gòn Stun, số 6 Trịnh Hoàng Duy của Fulga Racing, số 1 Đinh Văn Nam của 219 Team và ở vị trí thứ 4 là số 2 Phạm Anh Vũ của đội Bình Phước.
Trong số những người đang dẫn đầu này thì tay đua số đeo 6 Trịnh Hoàng Duy của Fulga Racing, theo như chia sẻ của anh trước khi chương trình năm nay diễn ra thì anh cũng chỉ mới tiếp cận và tập loại hình này khoảng 1 năm thôi. Chúng ta cũng thấy rằng là anh cũng đã có được những màn trình diễn tương đối tốt ở trong đợt thi vòng loại này. Như vậy là lúc này thì tay đua mang số đeo 22 Nguyễn Nhật Quang của Sài Gòn Stern đã hoàn thành vòng thứ 2 và bước vào vòng thứ 3. Anh vẫn đang là người dẫn đầu. Ở vị trí thứ 2 vẫn đang là tay đua mang số đeo 6 Trịnh Hoàng Duy của Fulga Racing. Đang là cuộc so kè rất quyết liệt giữa Nguyễn Nhật Quang số đeo 22 và Trịnh Hoàng Duy mang số đeo 6. Được nhắc lại là sẽ có 4 tay đua được ghi tên mình vào vòng bán kết ở mỗi bảng đấu. Vậy là phía sau Trịnh Hoàng Duy cũng đã tiếp cận rất gần với tay đua mang số đeo 22 Nguyễn Nhật Quang, nhưng anh đang gặp khó khăn ở trong đoạn đá này. Ở bãi đá này thì Trịnh Hoàng Duy đã bị kẹt lại. Vẫn đang là cuộc so kè cực kỳ quyết liệt của các vận động viên. Như vậy là tay đua số đeo 22 Nguyễn Nhật Quang đã hoàn tất 3 vòng đua và bước vào vòng đấu cuối cùng. Tay đua của câu lạc bộ Sài Gòn Stern vẫn đang thi một phong độ rất ấn tượng. Đã có một tay đua bị kẹt lại ở phần bãi đá này và thậm chí là còn đã bị luôn tay đua Nguyễn Nhật Quang vượt qua. Tất cả đều đang rất nỗ lực để có thể hoàn thành những thử thách mà đường đua ở nội dung mô tô địa hình này mang đến. Đến với thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021. Đến với thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2021, chúng ta có 13 câu lạc bộ tham dự mô tô MT, mô tô bán chuyên nghiệp. Những câu lạc bộ đến với cuộc đua thử thách điện HTV Challenge Cup 2021 nổi bật chúng ta có thể thấy đó là câu lạc bộ Sài Gòn Stern, câu lạc bộ Vườn Xoài và câu lạc bộ Happyland. Đây là những câu lạc bộ đã từng tham dự Challenge Cup 2020 và với lần trở lại này lần thứ hai thì họ đã dễ dàng chiếm được ở các ngôi đầu. Như vậy là theo thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được thì thứ tự ở trên đường đua lúc này đang là các tay đua số 22 Nguyễn Nhật Quang, số 2 Phạm Anh Vũ và số 6 Trịnh Hoàng Duy là những người đang có được lợi thế đến lúc này. Có một tay đua đã không giữ được sự ổn định khi duy trì ga tay ga của mình và đã bị lạc tay lái ra ngoài. Đây là một nội dung, một thử thách đòi hỏi các vận động viên phải giữ được sự ổn định khi lên ga, khi giữ cô tay. Ngoài những lớp xe đứng, lớp xe nằm, bãi đá thì những ống cống đơn và ống cống đôi cũng là một thử thách dành cho các vận động viên. Vừa rồi thì đã có những tay lái đầu tiên vượt qua được vạch đích. Như vậy là chúng tôi đã có được danh sách 4 vận động viên về đầu ở bảng thi đấu C này. Đứng đầu là tay lái số đeo 22 Nguyễn Nhật Quang của Sài Gòn Stern. Đứng thứ hai là Julian, tay lái số đeo 26 của đội Tigit. Đứng thứ ba là Trịnh Hoàng Duy, tay đua số đeo 6 của đội Fulga Racing. Và đứng thứ tư là Phạm Anh Vũ, tay đua mang số đeo 2 của đội Bình Phước.
Vậy là tay đua Nguyễn Trần Vĩnh Phú, một cái tên đã được anh Ninh Minh Thủy nhắc đến, có lẽ là đã gặp đôi chút sự cố ở trong đợt thi này và không thể cướp mặt ở trong bốn cái tên đầu tiên. Đây có phải là một điều rất đáng tiếc đối với Vĩnh Phú không ạ? Màn ảnh nhỏ cũng vừa chiếu qua, Vĩnh Phú hoàn thành phần thi của mình, tuy nhiên là thứ hạng không như mong muốn. Ở những cuộc đua về địa hình thì việc thay đổi thứ hạng cũng như nhận định của những người chuyên môn nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng, trong đó có việc về việc thay đổi địa hình ở những cái lượt đấu cuối cùng này. Địa hình đã thay đổi khá nhiều và dẫn đến việc là vận động viên có phần chủ quan hoặc là không đảm bảo sức khỏe cũng như là phương tiện có vấn đề, thì cũng dẫn tới thành tích thi đấu của họ không tốt. Thì thật sự đáng tiếc với Nguyễn Trần Vĩnh Phú của câu lạc bộ Sài Gòn Sten, nhưng cũng may mắn cho câu lạc bộ Sài Gòn Sten là người về đầu là Nguyễn Nhật Quang đã thay thế người đồng đội của mình để tiếp tục ở vòng loại và vòng bán kết chiều nay. Và chúng ta thấy lúc này thì hai tay đua số đèo 1 Đinh Văn Nam và Trần Xuân Vinh thì vẫn đang tiếp tục nỗ lực để có thể hoàn thành nốt phần thi của mình. Và đó cũng chính là một tinh thần đấu rất đáng khen đối với bất cứ vận động viên nào ở các loại thi đấu địa hình tại HTV Challenge Cup 2021. Họ vẫn luôn nỗ lực chiến đấu để vượt qua chính mình, hoàn tất được lộ trình thi đấu mà chương trình đã đưa ra. Vậy là theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được từ bộ phận trọng tài thì vận động viên số 26 Julian, người đã về đích ở vị trí thứ 2 đã phạm quy. Như vậy là người về đích ở vị trí thứ 5 là tay đua số 15 Trần Xuân Vinh sẽ là người ghi tên mình vào vòng bán kết. Như vậy là ở bảng C, nội dung mô tô cào cào hạng bán chuyên, chúng ta đã xác định được 4 cái tên lọt vào vòng đấu bán kết, đó là Nguyễn Nhật Quang bằng số đeo 22, Trịnh Hoàng Duy bằng số đeo 6, Phạm Anh Vũ bằng số đeo 2 và Trần Xuân Vinh bằng số đeo 15. Còn lúc này thì ở bảng D, các tay đua cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị bước vào phần tranh tài của mình. Và hãy cùng điểm qua 7 cái tên góp mặt ở bảng D này. Nguyễn Hoàng Nam số đeo 5 của Củ Chi, Muscat Vàng số đeo 7 của Fulga Racing, số 8 Hồ Dương Hiếu của Fulga Racing, số 10 Vũ Mạnh Tùng của Happyland, số 11 Đỗ Minh Thiện của Happyland, số 23 Ngô Tiết Đại Nhân của Sài Gòn Sten và số 29 là Nguyễn Như Ý của Vương Xoài. Các vận động viên ở trong đợt chạy bảng D này đã xuất phát và đang dẫn đầu là Muscat Fan. Tay đua mang số đeo 07 Muscat Fan vẫn đang là người dẫn đầu. Vừa rồi thì Vũ Mạnh Tùng tay đua mang số đeo 10 của Happyland đã gặp phải một sự cố nhưng anh vẫn đang nỗ lực. Đang có khá nhiều các tay đua bị sự cố khi mà họ đang rất nỗ lực để tăng tốc. Trên thực tế thì việc té ngã ở những môn chơi mạo hiểm địa hình thế này là điều cũng không thể tránh khỏi trong các cuộc thi, trong các chương trình. Tuy nhiên họ đều sử dụng những đồ bảo hộ ở các vị trí khớp tay, khớp gối và đồ nhóm bảo hiểm. Chính vì vậy mà đối với những tình huống té ngã như vậy cũng sẽ không mang đến những chấn thương quá lớn. Và đối với ban tổ chức thì cũng luôn có được những phương án bảo hộ, phương án hỗ trợ kịp thời để các vận động viên có thể tiếp tục hoàn thành các phần thi đấu của mình. Như vậy là lúc này thì các tay đua đã hoàn thành vòng đầu tiên, với tay đua dẫn đầu là tay đua mang số đeo 7 Muscat Fan của Fulga Racing. Ở vị trí thứ hai là tay đua Đỗ Minh Thiện của Happyland. Và ở vị trí thứ ba là tay đua Ngô Thiết Đại Nhân mang số đeo 23 của đội Sài Gòn Sten. Ở vị trí thứ tư là Nguyễn Hoàng Nam, tay đua của Củ Chi.
đó là bốn tay đua đang dẫn đầu sau vòng đầu tiên và vẫn còn lại hai vòng đua nữa ở phía trước. Ta đang được theo dõi từ một góc quay ở trên xe của một tay đua để có thể cảm nhận được tốc độ và sự khó khăn mà những địa hình mà các vận động viên đang phải trải qua. Khác với nội dung ATV thì ở nội dung mô tô cào cào này thì sự vượt mặt của các vận động viên là tương đối dễ hơn bởi vì khoảng không gian dành cho các vận động viên là khá lớn. Vì vậy mà thứ tự thi đấu, thứ tự ở trên đường đua sẽ luôn luôn được thay đổi. Đây là vận động viên số 11 Đỗ Minh Thiện của câu lạc bộ Happy Land, một trong những người đang có được vị trí dẫn đầu. Như vậy là bốn tay đua đang dẫn đầu ở bảng D này là số đeo 11 Đỗ Minh Thiện, số 23 Ngô Thiết Đại Nhân của Saigon Stern, số 5 Nguyễn Hoàng Nam của Củ Chi và số 7 Muscat Vàng của Fulgar Racing. Như vậy tay đua mang số đeo 7 Muscat Vàng của Fulgar Racing từ vị trí dẫn đầu vào lúc này đã rơi xuống vị trí thứ 4. Lúc này thì các vận động viên đang thi đấu vòng thứ 3. Ở nội dung mô tô cào cào thì xin nhắc lại là các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 vòng với mỗi vòng dài khoảng 1,6 km. Ba vị trí dẫn đầu vào lúc này đang là tay đua mang số đeo 11 Đỗ Minh Thiện của Happy Land, số 23 Ngô Thiết Đại Nhân của Saigon Stern và số 7 Muscat Vàng của Fulgar Racing. Vẫn đang được theo dõi màn tranh tài và nó là cực kỳ hấp dẫn của các vận động viên. Có vẻ ở bảng D chúng ta dễ dàng nhìn thấy tốc độ của các lượt đấu đã được nâng lên thấy rõ, bởi vì với sự quan sát từ những vòng đầu thì ở lượt cuối cùng này chúng ta nhìn thấy là các vận động viên đã mạnh dạn nâng tốc độ của giải đấu lên để mà vượt qua các địa hình ở những góc khó cũng như là vượt họ dễ dàng nhất vượt qua nhau. Như vậy và lúc này thì chúng ta đã có được danh sách 4 tay đua và đích đầu tiên ở bảng D này để giành 4 chiếc vé lọt vào đợt chạy bán kết. Đó là các đua mang số đeo 11 Đỗ Minh Thiện của Happy Land, số đeo 23 Ngô Thiết Đại Nhân của Saigon Stern, số 7 Muscat Vàng của Fulgar Racing và số 5 Nguyễn Hoàng Nam của Củ Chi. Này thì tay đua số đeo 10 Vũ Mạnh Tùng, người đã gặp phải một sự cố ở trong đoạn xuất phát, đang nỗ lực để hoàn tất đường đua của mình. Và một sự đáng khen nữa dành cho các vận động viên tham dự nội dung mô tô địa hình ở HTV Challenge Cup 2021 này, họ vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Các vận động viên vẫn đang nỗ lực để hoàn thành xong phần thi của mình.
đó là một tinh thần thi đấu rất đáng khen của các vận động viên. Những sự cố ở trên đường đua với những môn thể thao địa hình như thế này là điều phải nói là rất thường xảy ra đối với các vận động viên. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy đây là môn thể thao địa hình, khi mà các vận động viên đã tự trang bị cho mình những trang thiết bị bảo hộ rất kỹ lưỡng. Rồi ban tổ chức, ban điều hành cũng đã trang bị sẵn bảo hộ, rồi lực lượng cứu hộ hỗ trợ cho các vận động viên ở trên đường. Và xin nhắc lại, ở bảng D này thì cho đến hiện tại khi mà vận động viên cuối cùng Vũ Mạnh Tùng đang chuẩn bị về đích thì chúng ta đã xác định được đầy đủ 4 cái tên giành được quyền lọt vào vòng đấu bán kết. Vẫn là một tinh thần thi đấu rất đáng khen đến từ Vũ Mạnh Tùng. Khi các tay đua kia đã về trước thì anh còn một vòng anh vẫn tiếp tục thi đấu. Còn đây là danh sách 8 vận động viên vào bán kết ở hạng mục mô tô bán chuyên ở hai bảng C và D. Đây là Nguyễn Thế Việt, Lê Hoàng Anh Tuấn, Trần Vĩnh Phát, Cao Quốc Sang, Chu Văn Hải, Đỗ Xuân Tiệp, Hà Quang Hải, Nguyễn Ngọc Quý. Đó là 8 vận động viên ở bảng A và bảng B. Và ở bảng C và bảng D là Nguyễn Nhật Quang, Trịnh Hoàng Duy, Phạm Anh Vũ, Trần Xuân Vinh, Đỗ Minh Thiện, Ngô Thiết Đại Nhân, Muscat Phan và Nguyễn Hoàng Nam. Đó là 8 vận động viên ở bảng C và bảng D. Và buổi chiều ngày hôm nay thì 16 vận động viên này sẽ được chia thành 2 lượt thi bán kết để chọn ra 8 vận động viên xuất sắc nhất vào thi lượt chung kết. Và buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn đến với 2 đợt chạy chung kết của nội dung xe đạp địa hình dành cho lứa tuổi lão tướng và lứa tuổi nam trẻ. Và bên cạnh đó sẽ là đợt chạy bán kết và chung kết của hạng xe mô tô 4 bánh ATV hệ bán chuyên. Đây là danh sách lọt vào vòng đấu bán kết của ATV hệ bán chuyên, bao gồm các vận động viên Đặng Ngọc Quốc, Phạm Quý Tuấn Tú, Trần Xuân Nam, Mai Hoàng Tuấn Anh, Trương Tấn Đạt, Vương Hải Đăng, Lê Vước Nhật, Phan Ngọc Hải, Phạm Tuấn Anh và Trần Thanh Tâm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi xong màn tranh tài rất hấp dẫn ở trong buổi sáng ngày hôm nay ở các nội dung ATV xe mô tô địa hình 4 bánh, rồi mô tô cào cào và xe đạp địa hình dành cho lứa tuổi nam lão tướng và nam trẻ, cùng với sự bình luận của chuyên gia Hồ Minh Thụy và bình luận viên Thái Ân. Và buổi chiều ngày hôm nay thì từ lúc 13 giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần truyền hình trực tiếp các đợt chạy bán kết và chung kết của các nội dung mô tô 4 bánh ATV, mô tô địa hình và xe đạp địa hình. Và xin được nhắc lại là các đợt chạy bán kết và chung kết sẽ được bắt đầu truyền trực tiếp từ lúc 13 giờ trên các kênh HTV9, HTV Thể thao, trên trang Fanspace HTV Thể thao, trên kênh YouTube HTV Sport và trên ứng dụng HTVC của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn Liên 2 Việt Nam đã cùng đồng hành với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở trong phần truyền trực tiếp vào buổi chiều ngày hôm nay.
Thương hiệu xe địa hình hàng đầu Việt Nam. Bóng cho những tân vương của bóng đá châu Âu đã trở lại sân khấu đầy mê hoặc của những siêu sao hàng đầu thế giới, nơi đấu trí của những bậc thầy chiến thuật tài ba, giải vô địch quốc gia Ý Serie A, nơi khởi nguồn của những tinh hoa bóng đá. Trọn vẹn mùa giải 2021-2022,